chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện tà thiếu dược vương của tác giả phương tưởng được chuyển thể thành truyện audio bởi kênh youtube truyện đêm khuya audio bộ truyện đã được dịch trọn bộ nhưng đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ mong rằng các bạn sẽ hài lòng khi nghe nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn Thu Ninh không có chút do so dự, hoàn toàn không quan tâm tới việc lộ tẩy dùng hết khí lực xông ra bên ngoài rời xa khỏi nơi đây trong đầu y chỉ có cái ý niệm này sợ hãi trước nay chưa từng có khiến y bộc phát ra tiềm lực trước nay chưa từng có tốc độ trước giờ chưa từng có xông ra phía ngoài vào thời điểm này không có ai quản y mọi người đều bị một màn đáng sợ này hấp dẫn hoàn toàn thực lực càng cường đại lúc này trong lòng lại càng cảm giác nguy hiểm bọn họ như lâm đại địch mà nhìn chằm chằm vào đoàn thánh viêm màu vàng kim này không một ai biết đoàn thánh viêm này rốt cuộc là cái gì, nhưng mà bọn họ biết rõ, toàn bộ mưu đồ của đại trưởng lão, đều ở trong đoàn thánh viêm màu vàng kim đáng sợ này. Thân hình thu ninh vừa mới vọt ra cửa vào, bỗng nhiên phía sau giường như có thứ gì đó nổ tung, khí tức thần thánh đến băng lãnh bao phủ thể xác và tinh thần y. Thân hình y bị kiềm hãm, bèn hoảng sợ quay đầu lại nhìn, thánh viêm màu vàng kim phía sau phóng lên cao. Viêm trụ kim sắc nhập thẳng chân trời, khí tức thần thánh mà băng lãnh tỏa ra chính là từ trong viêm trụ kim sắc tráng kiện này. Trụ phán xử, tiếng kinh hô hoảng sợ của tang nước lạp từ phía sau truyền đến. Sắc mặt thu ninh soạt một cái đã biến đổi nay lại biến. Trụ phán xử, y đương nhiên từng nghe kể thứ này. Nó là hình phạt tàn khốc nhất của thánh điện, chỉ có tội đồ vô pháp tha thứ mới bị trói trên trụ phán xử. Tội đồ bị trói lên trụ phán xử, thân thể sẽ trở thành nhiên liệu cho thánh viêm, từng chút bị thánh viêm thiêu đốt. Mà toàn bộ quá trình đó, tội đồ không tử vong, trái lại, thần chí bọn họ rất thanh tịnh, chi giác của bọn họ được tăng lên vô số lần. Sự thống khổ cũng sẽ được tăng lên theo đó. Đây là hình phạt tàn khốc nhất của thánh điện, là nơi tàn khốc còn thống khổ hơn địa ngục. Rất nhiều tội đồ khi biết được mình sắp bị trói lên trụ phán xử thì đều nghĩ hết mọi biện pháp để tự sát. Thánh điện đã rất nhiều năm không vận dụng trụ phán xử, thế mà nó lại xuất hiện tại nơi đây. Thu Ninh đè nén nỗi sợ hãi và khủng hoảng trong lòng, bất chấp tất cả mà xông ra bên ngoài, y biết rõ vào lúc này càng cần phải quả quyết bất luận do dự và trông mong may mắn gì đều chỉ sẽ đánh mất cơ hội đào sinh tốt nhất không có ai ngăn cản y mắt hoa lên y liền chạy ra khỏi đại sảnh vào tới trên đường phố y thầm thở phào nhẹ nhóm cuối cùng đã thoát khỏi cái trốn đáng sợ kia lần này thực sự là nhặt về được một mạng thánh điện thật là đáng sợ đại trưởng lão thật là đáng sợ quá phát rồ rồi cảm giác sống sót sau tai nạn khiến thân thể y thoáng cái thả lỏng cước bộ nhẹ nhàng đi mấy phần, y dự định rời khỏi nơi đây ngay lập tức, ly khai Bạch Tuyết Thành, ly khai Thánh Châu. Y không ngốc chút nào, đại trưởng lão dám làm chuyện điên cuồng như thế, vậy nhất định là đã bố trí chu đáo chặt chẽ. Cái bẫy, ngay từ đầu đây là một cái bẫy, từ lúc bắt đầu đập vang Thánh Trung, đây là một cái bẫy đại trưởng lão tỉ mỉ bày ra. Trong miệng Thu Ninh cảm thấy cay đắng vô cùng, nghĩ đến gia tộc mình, nghĩ đến mỗi hào môn đều cho rằng đây là cơ hội tốt, ai nấy không chút do so dự nhảy vào trong hố lửa, nào biết được đại trưởng lão đã nghĩ cách hạ thủ bọn họ từ lâu. Ngay cả những danh môn mới nổi chưa quyết định kia, đại trưởng lão đều không định buông tha, lão ta muốn một lưới bắt hết. Từ đầu đến cuối, Thánh Điện Thủy Trung nguyện hơi và nâng đỡ những danh môn mới nổi này, ai nấy đều cho rằng Thánh Điện muốn dùng bọn họ đối phó các hào môn truyền thống, ngay cả các danh môn mới nổi cũng vì thế rào rạt đắc ý, cảm thấy trên tay mình có lợi thế, lợi thế giúp mọi việc có thể thuận lợi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ đó chỉ là biểu hiện giả dối mà đại trưởng lão xây dựng tại trong mắt thánh điện bọn họ chỉ là một cái ngụy trang một cái ngụy trang dùng để làm các hào môn truyền thống mất cảnh giác một cái ngụy trang cuối cùng cũng sẽ bị giết chết thánh điện thực sự quá đáng sợ đại trưởng lão thực sự quá đáng sợ hiện tại thu ninh không biết đã là lần thứ mấy nảy ra cảm khái này cái này là thể hội sâu sắc nhất trong ngày hôm nay của y đối với đại trưởng lão mà trong đầu y vốn chỉ cho là tượng trưng kia chưa bao giờ từng cảm thấy e sợ đại trưởng lão mưu tính sâu xa như thế ai nấy đều bị lão ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, không ai nhìn thấu ý đồ của lão. Lão lãnh khốc vô tình như thế, tu tư trưởng lão trung thành và tận tâm với lão, nhưng mà lại bị lão đốt như ngọn nến, ngay cả hồn phách cũng không buông tha. Lập tức thu ninh phán đoán được, trận chiến tranh này, người thắng chỉ sẽ là một người, đại trưởng lão. Thánh Châu nguy hiểm, đại trưởng lão lừa gạt toàn bộ địch nhân đến Thánh Châu, Thánh Châu chính là một cái bẫy, nơi đây nhất định đã được đại trưởng lão bố trí vô số sát chiêu. Nghĩ tới vừa rồi đại trưởng lão nói, toàn bộ danh môn cũng sẽ không buông tha, Thu Ninh đoán không ra thủ đoạn kế tiếp của đại trưởng lão là cái gì, thủ đoạn thế nào mà có thể đối phó toàn bộ danh môn. Nhưng mà Thu Ninh biết rõ, loại thủ đoạn này nhất định rất đáng sợ rất nguy hiểm. Ly Khai Thánh Châu, cần phải lập tức rời khỏi Thánh Châu. Y điên cuồng phóng về nơi Thu Vũ ẩn giấu, bằng hữu của y không nhiều, Thu Vũ và y cùng lớn lên, quan hệ tốt nhất, y muốn dẫn Thu Vũ còn sống ly khai. Y lao được mấy trượng bỗng dưng dừng lại, y nghiêm mặt, ngơ ngác mà nhìn chân trời xa xa. Ở xa vời, từ các phương hướng, từng cây viêm trụ kim sắc phóng lên cao, tựa như kim trụ liên thông thiên địa. Đột nhiên Thu Ninh xoay người, phía sau y, không ngừng có kim sắc viêm trụ phóng lên cao. Huyết sắc trên mặt y trong nháy mắt tuột sạch sẽ. chương 915, con bạc điên cuồng, trưởng lão tháp phỉ nhìn quang minh điện trống không, cảm giác có chút thất thần. Khi ánh mắt ông ta rơi vào thân ảnh kim sắc chính trên đại điện kia, ánh mắt vốn thất thần đột nhiên phấn chấn hơn rất nhiều nhưng mà nhanh chóng lại trở nên phức tạp khó hiểu ông ta đi theo đại trưởng lão mấy thập niên việc phục tùng đại trưởng lão từ lâu đã trở thành tín điều của cuộc đời vô luận tình huống gian nan có thế nào hiểm ác đáng sợ bao nhiêu ông ta thủy chung đứng bên cạnh đại trưởng lão thủ vệ một bên cho lão ta mà đại trưởng lão cũng dùng từng trận thắng lợi bất khả tư nghị chứng minh tín nhiệm vào lão ta lão sẽ chẳng bao giờ cô phụ thế nhưng lần này những do dự và tạp niệm này chợt lóe lên trong lòng ông ta ánh mắt ông ta nhanh chóng khôi phục thanh minh dù sao ông ta trải qua vô số sóng gió biết rõ kế hoạch đã bắt đầu lúc này bọn họ đã không có đường lui chỉ có thành công mới có thể khiến sự hy sinh của mọi người trở nên có ý nghĩa mới có thể giúp tâm huyết mấy thập niên này của bọn họ không uổng phí tháp phỉ chưa bao giờ là một người có lòng dạ đàn bà bàn tay ông ta dính vô số tiên huyết nhưng mà lần đánh cược này vẫn khiến ông ta cảm thấy đau lòng bởi nắm quyền nhiều năm trưởng lão của thánh điện có phân nửa đều là từ ông ta chọn lựa những trưởng lão này thực lực cường hãn năng lực xuất sắc từ tiến độ bọn họ tu luyện thánh viêm là có thể nhìn ra được rất nhiều trưởng lão kỳ thực giống như học sinh của ông ta thế nhưng toàn bộ bọn họ đều là cái giá phải trả cho lần đánh cực này chính tay ông ta sáng lập ra tất cả cái này từ vài thập niên trước ông ta đã bắt đầu truyền thụ thánh viêm cho bọn họ kế hoạch đã lặng yên triển khai ông ta vốn cho rằng nhiều năm kiến thiết như vậy ông ta có thể thông dong đối diện, thế nhưng khi tận mắt thấy từng đạo kim sắc viêm trụ phóng lên cao, tim ông ta vẫn như bị đau cắt. Đây là một lần đánh cược chân chính. Nếu như thắng, thánh điện không còn có gì cản tay, toàn bộ quang minh châu từ lúc này sẽ chỉ có một chủ nhân, ý chí của thánh điện sẽ được quán triệt tới mỗi ngóc ngách ở quang minh châu. Cái này là nguyện vọng từ chỗ sâu nhất trong nội tâm mỗi một đời đại trưởng lão. Thế nhưng là trước đây không có ai thực hiện nổi, nhưng chẳng bao giờ buông tha cho. Nếu như thua, mất đi toàn bộ trưởng lão thánh điện chỉ còn trên danh nghĩa. Hơn nữa thủ đoạn máu thanh niên cuồng như thế, sẽ khiến thánh điện trở thành thứ cho toàn bộ quang minh châu phỉ nhổ, không một ai tha thứ bọn họ. Cho nên, bọn họ cần phải thắng lợi, chỉ có thắng lợi mới có thể thoải mái viết lịch sử của bọn họ. Ánh mắt tháp phỉ lại trở nên kiên định, quang minh vĩnh trú, vì đại kế vạn năm của thánh điện, toàn bộ hy sinh đều đáng giá. Thánh viêm màu vàng kim chảy trên sàn quang minh điện, trong hỏa quang thân ảnh đại trưởng lão không có chút giả cối, vẫn sừng sững như lúc tuổi còn trẻ. Đại trưởng lão nhìn chăm chú vào phù điêu Quang Minh trên vách tường Quang Minh điện, vô số anh hùng phía trên trông rất sống động, đó là sử thi của Quang Minh Thánh điện. Phía trên bức điêu khắc là từng trận chiến dịch trọng yếu mà Quang Minh Thánh điện đã trải qua, mỗi một tiền bối trưởng lão cống hiến cho thánh điện, chính là có những tiền bối trưởng lão này trước ngã sau lên mới có tình cảnh Quang Minh Thánh điện hiện tại. Mỗi một đời cao tầng thánh điện đều kiên quyết tiến thủ như thế lấy việc khuếch trương thánh điện làm sinh mệnh của mình đại trưởng lão không ngoại lệ không biết tương lai sẽ có vị trí của mình trên này hay không cũng không biết mình sẽ xuất lĩnh thánh điện đi hướng quang minh hay là hắc ám không mình mới là đúng đám hào môn chết tiệt kia ỉ vào công huân năm xưa gây cản trở thánh điện khắp nơi bọn họ phải chết lão cần một quang minh châu cường đại chỉ có một quang minh châu một tiếng nói mới chân chính cường đại mới có thể chiến thắng nam minh mới có thể nhất thống thiên hạ mới có thể chinh phục thiên lộ Hiện tại, Quang Minh Châu quá nhiều tiếng nói. Sao rồi? Lão đột nhiên hỏi, thánh viêm màu vàng kim quanh thân, vô thanh bập bùng. Tháp phỉ hơi hơi khom người, tựa như vài thập niên trước, kế hoạch rất thuận lợi. Đã mở ra được 342 cây trụ phán xử. 342, đại trưởng lão thì thào, như là đang cảm khái, như là đang thổn thức, bồi dưỡng 342 vị trưởng lão, thực chẳng dễ dàng chút nào, đây đều là công lao của ngươi. Mấy năm nay ta không quản việc gì, khổ cực cho ngươi quá. Trong lòng Tháp Phỉ cảm thấy ấm áp, cười đáp, ngài khách khí như thế, thật khiến người không quen a. À. Trong hỏa diễm vang lên một tiếng cười khẽ, ngay lập tức đại trưởng lão than thở, ta biết rõ ngươi rất luyến tiếc, ta cũng luyến tiếc. Ngươi hiểu ta, tuy rằng ta không phải hạng người từ thiện gì, nhưng cũng không phải là đồ bạo ngược thèm sát. Tháp Phỉ cúi dạp xuống, cung kính mà khẳng định, ngài đương nhiên không phải. Bọn họ bởi vì ta mà chết, cái danh này cứ để trên lưng ta. Trong hỏa diễm vang lên một tiếng than thở, nhưng đây là trách nhiệm của chúng ta, trách nhiệm một đời chúng ta. Tiên huyết, danh dự đều có thể hy sinh, cũng chỉ có hy sinh. Nếu như chúng ta không giải quyết đám hào môn này, chúng ta sẽ bỏ qua cơ hội ngàn năm khó gặp, một cái cơ hội có thể thống nhất thiên hạ. Chúng ta cần phải hy sinh, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể lưu lại một quang minh châu sạch sẽ cho người kế nhiệm của chúng ta. Khổ tâm của ngài, hậu nhân nhất định sẽ ghi khắc." Tháp Phỉ Chân thành nói. Ta không quan tâm, thanh âm trong hỏa diễm già nua mà kiên định, lộ ra khí phách ngạo mạn, bế ngế, hỏa diễm tùy ý tung bay, Tháp Phỉ dường như nhìn thấy cái thân ảnh tuổi trẻ nam xưa khiến hắn vui lòng phục tùng. Thân ảnh trong hỏa diễm đột nhiên vung tay lên, vô số đốm lửa bắn tung tóe, làm chuyện chúng ta nên làm, nếu bàn tay đã dính đầy máu người của chính chúng ta, vậy thì máu tươi của địch nhân chính là rượu ngon tốt nhất, không say há có thể về. Ý chí của ngài, đó là quang minh, Tháp Phỉ cúi thấp hơn nữa thân ảnh trong hỏa diễm giơ cánh tay lên, bàn tay được hỏa diễm bao phủ đặt tại chính giữa phủ điêu quang minh thái dương. Thánh viêm màu trắng, tuôn ra từ bên trong thái dương, ngay lập tức thánh viêm khuếch tán bốn phía, hóa thành một cái cửa hỏa diễm bạch sắc. Đại trưởng lão bước về phía trước một bước, bước vào cửa hỏa diễm, cửa hỏa diễm và đại trưởng lão đồng thời biến mất. Tháp phỉ đứng dậy, ông ta cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Cuộc đời mình sắp đi tới phần cuối, trước lúc chết có thể phát huy ra một tia quang và nhiệt cuối cùng, còn tiếc nuối gì chứ? Trong mắt ông ta hiện lên ước mơ, đúng vậy, có thể lưu lại một quang minh châu sạch sẽ cho hậu nhân, là chuyện tốt đẹp. Cửa hỏa diễm biến mất phía sau đại trưởng lão, ở trước mặt lão, là quang minh kỵ sĩ đoàn. Tô phỉ đứng ở tiền phương đội ngũ, trầm mặc không nói. Đại trưởng lão rõ ràng bị tình huống trước mắt làm cho tức giận, thanh âm lão lộ ra phẫn nộ vì sao không chấp hành kế hoạch. Tô phỉ đứng ra, là ta ngăn cản bọn họ. Đại trưởng lão trong hỏa diễm, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào tô phỉ, tiếng phẫn nộ rít gào tiêu thất, giọng lão trở nên trầm thấp, vì sao? Tô phỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng thản nhiên trong suốt, bọn họ là binh sĩ của ta, ta không thể để bọn họ chịu chết lãng phí. Trầm mặc, sự trầm mặc khiến người kiềm chế, chắc đã chết rồi, ta không muốn bọn họ cũng chết. Tô phỉ thấp giọng nói, toàn bộ phẫn nộ trong nháy mắt tiêu thất, thân ảnh trong hỏa diếm có chút ngây ra, một lát sau mới trầm giọng nói, đúng vậy, chắc đã chết rồi, nhưng chúng ta phải báo thù cho hắn báo thù cho hắn hắn cũng không sống lại được nhưng mà mọi người sẽ chết tô phỉ lắc đầu bọn họ có thể chết ở trên chiến trường nhưng mà ta không muốn bọn họ chết đi như vậy bọn họ sẽ không chết đại trưởng lão nói đúng vậy buông bỏ sinh mệnh trở thành một hồn tướng ánh mắt tô phỉ nhìn thẳng thân ảnh trong hỏa diễm không có nhiệt độ năm tháng ăn mòn khiến ký ức từng chút tiêu tán quên đi thân nhân của mình quên đi người yêu của mình biến thành một cỗ máy chỉ biết giết chóc đó có khác gì chết, đúng vậy, không khác biệt gì, có lẽ còn không bằng tử vong. Thân ảnh trong hỏa diếm không tức giận, ngữ khí của lão bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc, nhưng mà bọn họ ngoại trừ là binh sĩ của ngươi, bọn họ còn là quang minh kỵ sĩ, vì thánh điện trả giá tất cả là ý nghĩa lẽ sống của bọn họ, vô luận là sống hay là tử vong. Tô phỉ trầm mặc, chỉ có bọn họ đi về phía tử vong sao? 564 gã trưởng lão thánh điện đã có 342 người đã tử vong, bọn họ không có ngay cả cơ hội thành hồn tướng bọn họ tan thành cho bụi, chẳng còn lại cái gì. Linh hồn bọn họ đều hiến dâng cho thánh điệt, trước lúc bọn họ chết, phải y chịu thống khổ vì linh hồn bị thiêu đốt. Trường lão còn lại, trước lúc mặt trời lặn ngày mai sẽ thiêu đốt thành thánh viêm. Thanh âm hờ hững truyền ra từ trong hỏa diễm, toàn bộ quang minh kỵ sĩ, tất cả đều không tự chủ ngẩng đầu, khuôn mặt khiếp sợ. Đây là một lần đánh cược, một lần đánh cược không thể thua. Mỗi người thánh điện đều phải biến thành lợi thế, phóng lên chiếu bạc. Lời nói băng lãnh vô tình tựa như chủy thủ sắc bén đâm vào trong lòng mọi người, thanh âm đại trưởng lão tỏ ra trào phúng, tất cả mọi thứ của các ngươi đều là thánh điện dành cho. Mỗi người các ngươi đều đã thể ngôn, trả giá tất cả vì thánh điện, là tất cả các ngươi. Thế nhưng hiện tại thì sao chứ? Thánh điện cần các ngươi chết, các ngươi lại lùi bước. Không, ta chỉ không muốn bọn họ bị chết không hề có ý nghĩa. Tô phỉ không làng tránh ánh mắt đại trưởng lão, bọn họ là binh sĩ. Bọn họ nên chết ở chiến trường chứ không phải ở trong ngóc ngách hắc ám này vì biến thành hồn tướng mà uổng phí chết đi không có ai có quyền lợi lựa chọn tô phỉ đại trưởng lão trầm giọng nói đây là một trận chiến tranh người vĩnh viễn vô pháp quyết định chiến trường của ngươi ở chỗ nào cũng như ngươi vô pháp quyết định ngươi chết đi như thế nào ta có thể làm chỉ là để sự tử vong của các ngươi không mất đi ý nghĩa hơn nữa là tận lực ta không thể đảm bảo nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác đội trưởng một gã quang minh kỵ sĩ đứng ra đại trưởng lão nói đúng chết như thế nào chúng ta vô pháp quyết định, nhưng ta chưa từng quên thệ ngôn của mình. Một gã quang minh kỵ sĩ khác đứng lên, ta thể sống chết bảo vệ quang minh. Chúng ta nên chết vì thánh điện, để các trưởng lão giành trước, quá khiến người ta nản lòng. Toàn bộ quang minh kỵ sĩ đều đứng lên, đội ngũ chỉnh tề, như thường ngày đứng ở trước mặt tô phỉ. Ba, ai nấy hành lễ với tô phỉ, đội trưởng, về sau chúng ta là hồn tướng, chúng ta không bao giờ xem thường ngươi. Đội trưởng, để chúng ta đi. Đội trưởng, tạm biệt, đội trưởng, chúng ta nhất định còn sẽ kể vai chiến đấu. Các quang minh kỵ sĩ xoay người, bước vào bên trong vòng sáng bạch sắc ở phía sau. Bọn họ mới vừa bước vào vòng sáng, vòng sáng liền như sống lại, quần sáng bạch sắc sinh ra, từ từ bay lên. Quần sáng bạch sắc bay quá đỉnh đầu bọn họ, tụ tập thành quang kén, bao bọn họ vào trong. Từng cái quang kén sắp hàng chỉnh đề, không còn chút thanh âm nào, bên trong mơ hồ có thể thấy bóng người. Thánh viêm màu vàng kim, từ dưới đáy lan tràn lên trên, cấp tốc bao quanh quang kén. Thánh viêm cuồn cuộn không ngừng thâm nhập vào bên trong quang kén, thân ảnh mơ hồ bên trong quang kén không ngừng thống khổ dễ dụa. Khuôn mặt tô phỉ đầy lệ, chương 916, lồng giam thánh châu, viêm trụ vàng kim phun ra lưỡi lửa, hỏa diễm sáng trói phần phật uy thế, nhưng thủy chung không tiếng động. Chúng nó tựa như dã thú chiếm giữ viêm trụ, yên lặng phun nuốt, lạnh lùng bàng quan, nhưng khí thức thần thánh giống như sóng biển tung lên, từng lớp tàn sát bừa bãi cuốn đi tất cả. Viêm trụ cao vời, mắt thường khó mà phán đoán, chúng nó cao vút xuyên cả tầng mây, tựa như chống trời. Sau mặt nạ, đường thiên hoảng sợ, hắn không biết trụ phán xử là cái gì, nhưng cũng có thể đoán ra đại khái, quang minh võ hội cũng từng có thứ tương tự. Nhưng, cảnh tượng trước mắt, thực sự quá chấn động nhân tâm. Trong tầm mắt đường thiên có hơn 10 cây thánh viêm trụ, xa xa ở chân trời, viêm trụ phóng lên cao không ngừng nghỉ. Thánh điện rốt cuộc muốn làm gì? bố cục đồ sộ như thế nguy hiểm và sát cơ đằng sau nó kinh khủng cỡ nào đây không có ai hoài nghi lời đại trưởng lão vừa mới nói muốn một lưới bắt hết trang diện đồ sộ to lớn trước mắt tựa như đang thuyết minh rõ hùng tâm tráng trí của đại trưởng lão thực sự là hạ vốn liếng trong lòng đường thiên cảm khái lâu lắm chưa bội phục ai như thế hắn tận mắt nhìn thấy trụ phán xử hình thành như thế nào xem tu tư trưởng lão tan thành cho bụi mà đúc thành cái trụ phán xử trang diện đồ sộ như thế trụ phán xử nhiều như thế, cần đốt bao nhiêu huyết nhục thân thể. Đại trưởng lão đúng là hạng người tàn nhẫn nhìn mạng người như rơm rác a. Đường thiên kiềm chế kinh hãi trong lòng, nhanh chóng tỉnh táo lại. Trong chiến đấu, đường thiên có sự lãnh tĩnh và nhạy cảm khác thường. Hắn tỉ mỉ quan sát phương vị và khoảng cách giữa các trụ phán xử. Nếu đại trưởng lão đã không tiếc hy sinh tính mạng thánh điện trưởng lão dưới trướng để tạo trụ phán xử, vậy thì trụ phán xử này nhất định phải có tác dụng đặc biệt. Sẽ là tác dụng gì? Đường thiên vắt hết óc, nếu như hắn có thể minh bạch tác dụng của những trụ phán xử này thì có thể có mục tiêu. Người sẽ đối phó với toàn bộ danh môn, bây giờ mới hiểu được sao. Tang Đức Lạp, người kém đi rồi. Đối thoại giữa Tang Đức Lạp và đại trưởng lão vơ vẩn trong đầu đã nhắc nhở đường thiên. Đại trưởng lão sẽ đối phó hào môn, lại muốn đối phó danh môn mới nổi, khẳng định không phải thủ đoạn thường quy, thủ đoạn thường quy vô pháp giúp đại trưởng lão đạt được mục đích. Vậy nhất định là thủ đoạn phi thường quy, rốt cuộc như thế nào? đường thiên hít sâu một hơi, đè nén nôn nóng trong lòng. Hắn biết rõ thời điểm này nôn nóng không có bất cứ tác dụng gì, nhưng cảm giác nguy hiểm cường liệt bao phủ trong lòng hắn, áp lực cường đại như một ngọn núi đặt trên người. Trong chiến đấu hắn chưa từng khẩn trương như thế, đây là lần đầu tiên. Sự cường đại của đại trưởng lão, vượt bất cứ một vị địch nhân nào hắn đã gặp trước đó, tinh tế, giảo hoạt, tàn nhẫn, quả quyết hơn nữa còn kiên trì. Hắn đã hiểu, cái bố cục trước mắt chính là được đại trưởng lão âm thầm chuẩn bị vài thập niên khi đại trưởng lão là bằng hiếu tăng đức lập, đại trưởng lão đã dự liệu sẵn đã bắt đầu chuẩn bị bố cục tâm cơ như vậy sâu không lường được đến mức nào đây trở về chính đề đường thiên ép buộc mình tỉnh táo lại đặt sự chú ý phóng tới cục diện trước mắt nếu đại trưởng lão đã muốn tẩy trừ toàn bộ danh môn chắc chắn phải phong tỏa thánh châu nếu bình thường phong tỏa một châu biện pháp tốt nhất chính là phong tỏa cửa biển cửa biển thánh châu khá nhiều hơn nữa binh đoàn trên tay thánh điện hiện thời kỳ thực ít ỏi bọn họ căn bản vô pháp phong tỏa toàn bộ cửa biển thánh điện nhất định cần dùng phương pháp đặc biệt mới có thể phong tỏa thánh châu hà phương pháp đặc biệt chẳng lẽ những trụ phán xử này hẳn là để phong tỏa thánh châu đường thiên có chút kích động hắn cảm thấy mình dường như tìm được điểm then chốt rồi phương vị của trụ phán xử không phải cửa biển có thể thấy biện pháp của thánh điện không phải là phong tỏa cửa biển không phải cửa biển mà vẫn có thể phong tỏa thánh châu đường thiên ngửa đầu lên nhìn trụ phán xử cao vút nhập vào tầng mây. Bầu trời, chẳng lẽ là bầu trời, trong lòng đường thiên trở động, chân hắn bỗng nhiên phát lực. Đường thiên vừa mới rời khỏi mặt đất, cảm giác thấy một luồng khí thức cường đại từ trên trời giáng xuống, tựa như thái sơn áp đỉnh bao phủ toàn thân hắn. Lực lượng bài sơn đảo hải áp chế toàn thân đường thiên, không thể tránh được. Luồng khí thức này uy nghiêm lạnh lùng nghiêm nghị chỉ thẳng nhân tâm, khiến người ta vô thức muốn quỷ xuống đất cúng bái. Trong mắt đường thiên hiện lên một mặt tàn khốc, bỗng hét lên, Quang mang toàn thân tăng vọt, cước đạp hư không, như đèn kéo quân, từng bước một bay lên. Mỗi lần bay lên một trượng, áp lực tăng gấp bội, luồng uy áp này giống như vô cùng vô tận. Bay lên được mấy trượng thì bỗng nhiên bầu trời trên đỉnh đầu đường thiên sáng lên quầng sáng kim sắc. Thánh viêm vàng kim cuộn trào mãnh liệt từ trụ phán xử bắn ra, nó hóa thành một quầng sáng bao phủ bầu trời trên đỉnh đầu đường thiên. Đường Thiên đang vọt lên đột nhiên dừng lại, hắn nhanh chóng tiếp tục bay lên, nhưng mà tốc độ bay lên chậm hơn vừa rồi rất nhiều hắn cảm thấy mình giống như hãm trong biển sâu, mỗi một bước đều khó khăn, áp lực đáng sợ từ bốn phương tám hướng đẻ ép, thậm chí có thể nghe thấy xương cốt rung động ca ca. Trong lòng hắn căng ra, thân thể hắn vốn đồng tưới thiết chú, mạnh mẽ đứng đầu thiên hạ, hắn còn như thế vậy người khác mà chịu áp lực như vậy, nhất định sẽ bị nghiền áp thành thịt nát. Xác minh rõ suy đoán của mình, tiếp tục hơn 10 trượng, đường thiên không miễn cưỡng nữa bèn nương theo luồng lực lượng này trở xuống mặt đất. Đường thiên vừa rơi xuống, uy áp kia lập tức tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thánh viêm tụ tập trên bầu trời như bầy cá mất con mồi chìm vào bên trong trụ phán xử hắn lắc lắc đầu với thiên huệ a tín ra dấu vô pháp ngạnh trống dị tượng trên bầu trời cùng với việc đường thiên thử nghiệp mọi người trên mặt đất thấy rõ ràng sắc mặt đại biến một gã hộ vệ có thực lực xuất chúng học theo đường thiên sông lên trời mới bay lên được ba trượng đột nhiên thân thể vỡ tung như quả dưa hấu thánh viêm trên bầu trời tựa như kên kên nhìn thấy con mồi chen chúc mà tới trong nháy mắt toàn bộ huyết nhục của người hộ vệ này đều bị thánh viêm thiêu đốt tan thành cho bụi thánh viêm tựa như ăn no nên lập tức giải tán chìm vào trụ phán xử mọi người phía dưới bị một màn vô cùng máu tanh trước mắt khiến cả kinh ngây người quả nhiên là một lưới bắt hết sắc mặt hỏa lưu thương tái mét lúc này cuối cùng mọi người đã minh bạch tác dụng của trụ phán xử thánh châu hiện giờ chính là một cái lồng lớn mọi người đều bị vây ở thánh châu thánh viêm vàng kim thần thánh uy nghiêm ở trong mắt mọi người như ám viêm ác ma cáp nhĩ vừa kinh vừa sợ đại trưởng lão điên rồi dùng cái này phong tỏa toàn bộ thánh châu phải chết bao nhiêu thánh điện trưởng lão chết bao nhiêu mạc diệt cốc hừ lạnh phỏng chừng chết sạch hết cả nếu chỉ vây khốn chúng ta thì có ích lợi gì trên tay bọn họ ngoại trừ quang minh kỵ sĩ đoàn còn có binh đoàn nào nữa chứ cáp lẽ nào định để chúng ta chết đói người khác nghe vậy cũng trầm tĩnh lại không sai tuy rằng bọn họ tạm thời không rời thánh châu được nhưng muốn giết chết bọn họ thì cần đau thật thương thật mà chém giết thế nhưng lực lượng trên tay thánh điện có thể phái ra được lại ít đến mức thương cảm còn chuyện chết đói càng là chuyện vu vơ tang nước lạc không nói gì chỉ nhìn trụ phán xử cao vút nhập phân trong lòng y cũng có chút nghi hoặc lòng tin của đại trưởng lão từ đâu tới vì sao lão ta lại tỏ ra nắm chắc nhiều như vậy lẽ nào những trụ phán xử này còn có chỗ đặc biệt gì nữa đáng tiếc y không có nghiên cứu gì đối với trụ phán xử không chỉ riêng y toàn bộ người tại đây chẳng hiểu gì về trụ phán xử. dù là thánh điện chỉ sợ cũng không có ai nghiên cứu cái này trụ phán xử là một loại thủ đoạn khiển trách hơn nữa cực ít sử dụng tang đức lạp không ngờ đại trưởng lão lại nghiên cứu thứ hiếm thấy đặc biệt như thế hơn nữa tựa hồ thoạt nhìn còn có đột phá trước đây ai mà biết trụ phán xử vậy mà cần dùng mạng người để kích phát nghĩ tới đây tâm tang đức lạp trầm xuống đại trưởng lão ru rú trong nhà ngoại giới không hiểu nhiều về tính cách tính khí của lão ta nhưng năm xưa tang nước lạp từng sóng vai chiến đấu cùng với đại trưởng lão, y biết rõ đại trưởng lão rất hứng thú đối với thứ kỳ lạ. Khi đại trưởng lão còn rất trẻ đã tràn đầy hứng thú đối với việc nghiên cứu hồn, lúc đó nó còn là thứ rất thâm thúy, tốn hao thời gian quan sát. Nhưng mà tang nước lạp từng khuyên lão ta, nếu mất thời gian lãng phí vào việc vô cùng thâm ảo như nghiên cứu hồn không bằng đặt tâm tư tại những hạng mục tối thiểu có thể nhìn thấy hy vọng thành công. Lão này nhất định là có đột phá với trụ phán xử. Chú ý cảnh giới tang nước lạp trầm giọng nói tận lực rời xa trụ phán xử chúng nó rất có khả năng có năng lực công kích đặc biệt cẩn thận những thánh viêm kia phái nhiều người điều tra xung quanh thánh điện nhất định còn có hậu chiêu hắn liếc nhìn đường thiên hộ vệ của mình mới nhảy lên ba trượng thân thể đã bạo liệt thế nhưng vừa rồi tên binh sĩ thiết diện mang mặt nạ kia tối thiểu bay lên hơn 10 trượng còn có thể an toàn rơi xuống thân thể đối phương cường đại đến thế Tang Nước Lạp cảm thấy kinh ngạc đối với biểu hiện của Đường Thiên, Đường Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc đối với biểu hiện của Tang Nước Lạp. Có thể trong cục diện này bảo trì chấn định, tuyên bố mệnh lệnh đâu vào đấy, Tang Nước Lạp quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Đối với bọn họ đây là chuyện tốt, song phương đang là minh hữu, Đường Thiên không hy vọng minh hữu của mình là đội hữu ngu như heo. Sự chấn định của Tang Nước Lạp lây sang hào môn liên minh, mấy vị gia chủ khác cũng cấp tốc tỉnh táo bắt đầu tuyên bố mệnh lệnh. Binh đoàn dưới trướng bọn họ đều phi thường tinh nhuệ, bọn họ biết rõ thời điểm này cần phải làm cái gì lượng lớn trinh sát như hạt cát vẫy ra tuy rằng không thể phi hành trên cao nhưng ở tầng trời thấp thì thông suốt không trở ngại làm người khác chú ý là có một gã võ tướng đang tổ chức binh sĩ chuẩn bị tiến hành công kích thăm dò đối với trụ phán xử ngay cả đám người đường thiên cũng bị hấp dẫn bọn họ cũng rất hiếu kỳ những trụ phán xử này có thể phá hủy hay không quang mang giống như hạt mưa sen lẫn tiếng gào thét đáng sợ đánh tới một trụ phán xử nhưng mà một màn khiến người khiếp sợ phát sinh toàn bộ công kích đều giống như châu đất xuống biển không có bất cứ gợn sóng gì vị võ tướng này không tin dứt khoát khiến toàn bộ binh đoàn toàn lực công kích trụ phán xử nhưng mà vẫn không có bất cứ ảnh hưởng gì vô luận năng lượng cuồng bạo thế nào chìm vào trụ phán xử đều bị thánh viêm thôn phệ thánh viêm vàng kim vô thanh phun nuốt viêm trụ thật lớn giống như cửa thú có thể thôn phệ tất cả sau khi hấp thu công kích thánh viêm xoay quanh trên trụ phán xử trở nên lớn mạnh kim quang của thánh viêm cường liệt hơn trước. Kể cả đường thiên, sắc mặt mọi người đều trở nên vô cùng tệ. chương 917, phát hiện, tạ vũ an nghiêm túc báo cáo công tác với đại nhân xong bèn rời khu soái bộ, vẻ mặt bình thường nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc. Lần này hắn nhận được điều lệnh từ thống soái bộ tối cao nên trở về, đối với điều lệnh này hắn không mấy kỳ quái. Tuy rằng gần đây hắn ở lì tại hậu phương, nhưng cho dù là phụ trách trưng binh hay công tác xây dựng phòng tuyến kéo chậm mạc tâm, hắn đều hoàn thành rất điệu nghệ, chiến công sặc sỡ. Rất nhiều người khi thấy điều lệnh thì cứ chúc mừng phát ra từ nội tâm cái đã, theo nhận xét của bọn họ thì với công huân lớn lao như vậy, việc thăng chức là chuyện ván đã đóng thuyền. Tạ Vũ An đại nhân tấn chức là chuyện ai đều đồng ý, trong mắt tuyệt đại đa số dân chúng, toàn bộ Nam Minh không có công lao nào lớn hơn Tạ Vũ An đại nhân. Hắn đã trở thành thần tượng khắp Nam vực, Tạ Vũ An chẳng quá kích động, sau chàng huyết chiến kia, hắn trở nên trầm ổn hơn nhiều, máu tươi của chiến hữu tẩm đầy huân chương, nặng trịch. Hơn nữa hắn minh bạch sở dĩ soái bộ tối cao điều hắn trở lại không chỉ thăng chức cho hắn, mà chiến tranh tiến vào giai đoạn hoàn toàn mới. Sau khi chiếm lĩnh Thương Châu, câu thành văn đao bị thương nặng, sau lưng còn níu kéo, cuốn lấy mạc tâm, thu hút hoa, bọn họ đang đào một cái hố thật to cho Quang Minh Châu. Nhưng mà chân chính giúp Nam Minh bắt đầu chiếm cứ sự chủ động trên chiến trường, là nội bộ Quang Minh Châu bạo phát trận tranh giành quyền lực tạ vô an không ngờ trong thời khắc then chốt như thế vậy mà quang minh châu lại xảy ra nội loạn nội loạn ở quang minh châu bạo phát cực kỳ bất ngờ mà mãnh liệt các lời đồn đại bay đầy trời khiến người ta chẳng biết đâu mà lần quang minh nội loạn là điểm chuyển tiếp của trận chiến tranh này là thời điểm đánh dấu nam minh chuyển thủ thành công trên chiến trường song phương đều ý thức được cán cân chiến tranh bắt đầu nghiêng về hướng nam minh sĩ khí song phương cũng phát sinh biến hóa hoàn toàn trái ngược nhau sĩ khí nam minh đại trấn sự e sở quang Minh Châu đã quét sạch, bọn họ trở nên lạc quan trước nay chưa từng có. Tình thế tốt lên, danh vọng Nam Minh như mặt trời ban trưa. Đối thủ của Nam Minh là Quang Minh Châu, là thánh điện cường đại vô cùng, làm cho thắng lợi của Nam Minh khiến người ta tin phục, sự cường đại của Nam Minh được thừa nhận. Tuy rằng chiến tranh còn chưa kết thúc, nhưng Nam Minh cơ hồ đã khuếch trương đến toàn bộ Nam Vực. Nam Vực nguyên bản rời rạc, khi bị chiến tranh kích thích thì đã hiểu chỉ có đoàn kết nhất trí mới có khả năng để kháng Quang Minh Châu xâm lấn, bọn họ dồn dập gia nhập vào Nam Minh. Một sự đối lập rất rõ ràng với sĩ khí tăng vọt của Nam Minh đó là sự suy sụp sĩ khí của binh đoàn Quang Minh Châu. Bất cứ một binh đoàn Quang Minh Châu nào đều vấp phải tập kích và sự phản kháng với cường độ vượt xa quá thời gian đầu chiến tranh, bọn họ cảm giác giống như mình ở trong một vũng bùn. Chiến tranh trở nên gian nan hơn, nếu như điều này còn không đủ để đánh vào sĩ khí của bọn họ, vậy thì việc Quang Minh Châu nội đấu chuyển sôi sùng sục kia khiến bọn họ nản lòng thoái chí. Bị ảnh hưởng nhiều nhất là Thu Húc Hoa và Mạc Tâm, hành vi của Thu Gia và Mạc Gia khiến địa vị hai người trở nên khó xử. Bọn họ do dự bất định, không biết nên giải quyết thế nào cho tốt, cực kỳ lo lắng về tương lai. Nếu hào môn liên minh thắng thì tốt, nếu kẻ thắng là thánh điện vậy thì bọn họ chết không có chỗ chôn Sự lo lắng của câu thành văn đao lại khác, chỉ trong một đêm, mối quan hệ của ba vị hổ tướng ở tiền tuyến bỗng kéo giãn khoảng cách vô pháp bù đắp. Tả vô an thấy rất rõ, hậu phương đã không có địch nhân, Trọng tâm chiến đấu kế tiếp sẽ chuyển rời đến Thương Châu. Đây mới là nguyên nhân khiến Soái Bộ tối cao điều hắn trở về, dù sao tại nơi hậu phương đã không có chiến sự, để một gã võ tướng cấp bậc như Tạ Vũ An ở đó mà không dùng đến thì thực sự quá lãng phí. Tạ Vũ An cao hứng, hắn là một gã võ tướng thuần ví, tin tưởng sâu sắc nơi của mình là chiến trường, tham gia chiến đấu trọng yếu hơn bất kỳ thứ gì. Chỉ là, nghĩ đến một màn cảm nhận vừa rồi, vui sướng trong lòng hắn tiêu tán không ít. Vừa rồi khi hắn báo cáo với binh đại nhân, phát hiện thần sắc binh đại nhân mơ hồ có chút lo lắng. Tuy rằng binh đại nhân che giấu rất khá, nhưng vẫn bị Tạ Vũ An phát hiện. Trong lòng Tạ Vũ An rất nghi hoặc, thế cục rõ ràng tốt thế vì sao đại nhân lo lắng. Bên trong phòng hội nghị, màn khói thuốc lượn lờ, khuôn mặt bài tú lơ khơ của binh như ẩn như hiện, dưới chân hắn là đống tàn thuốc. Lão nhìn chằm chằm bản đồ quân sự treo trên tường, cái tư thế này đã thật lâu không đổi cặp mắt vĩnh viễn trầm tính rán chặt bản đồ quân sự phảng phất có thể thấy rõ toàn bộ thế giới lúc này lại lộ ra lo lắng liên hệ giữa hắn và đường thiên bị chặt đứt đây không phải lần đầu tiên khi đường thiên ở tội vực bọn họ cũng bị chặt đứt liên hệ lần đó lão không lo lắng như hiện tại lão vẫn phát triển nam minh đâu vào đấy bởi vì lão tin tưởng đường thiên nhất định có thể tìm ra con đường thông tới thánh vực nhưng mà lần này khác lắm hai ngày trước lão còn gặp gỡ đường thiên nghe đường thiên thông báo tình huống quang minh châu tin tức quang minh châu nội đấu chính là đường thiên nói cho lão, binh cảm thấy đây là một cơ hội tốt. bèn thông qua lực lượng nam minh truyền ẩm ý về tin tức này. ngay cả đám người câu thành văn đao cũng được binh cố tình truyền bá. binh còn biết rõ đám đường thiên sắp quyết chiến với thánh điện. tại thời điểm mấu chốt này, liên hệ giữa đường thiên và lão đột nhiên bị chặt đứt. ngay lập tức binh ngửi được khí tức nguy hiểm. nội tình thánh điện sâu xa, tích lũy dày khiến người ta kiêng kỵ e sợ. Binh và Thánh Điện giao chiến lâu như thế nên hiểu lắm sự nguy hiểm của Thánh Điện hơn xa người khác. Vô luận binh đoàn hay là hổ tướng của Thánh Điện đều là cực kỳ xuất sắc, phản chiếu việc Thánh Điện trên phương diện bồi dưỡng nhân tài và kiến thiết binh đoàn đã vượt xa thế lực khác. Dã thú rừng xanh còn có hấp hối dây ruộng, Thánh Điện khổng lồ làm sao thúc thủ chịu trói. Dã thú càng hung mãnh, lúc hấp hối sẽ dãy ruộng càng kịch liệt hung mãnh. Hào môn liên minh trực tiếp uy hiếp đến sự của thống trị Thánh Điện, Bình tin rằng ngay cả mình thấy thì cao tầng thánh điện không thể không thấy, lần này thánh điện nhất định phản công phi thường dữ dội. Trước tiên binh liền phái ra lượng lớn trinh sát, cố gắng làm sao để biết rõ rốt cuộc thánh châu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà lão cũng biết nước xa không giải được cơn khát gần, lão cần có thời gian, biến cố bất ngờ nam minh căn bản không kịp phản ứng, ngoài tầm tay với A. Binh chỉ có thể nỗ lực suy nghĩ phán đoán sát chiêu của thánh điện, làm thế nào trợ giúp đường thiên. Chiến đấu bên trong Thánh Châu, chỉ có thể dựa vào chính đường thiên và thiên huệ, binh đã ngoài tầm tay với. Nhưng, trên chiến trường chính diện mình có thể trợ giúp đường thiên một ít hay không? Đây mới là điều binh vẫn đang nỗ lực suy nghĩ, nhất định phải làm chút gì đó, binh âm thầm hạ quyết tâm, lần này biến cố bất ngờ thế khiến lão cảm giác hung hiểm dị thường, đã thật lâu lão không có cảm giác như vậy. Khi một cái trụ phán xử cuối cùng dựng lên ở Thánh Châu, bầu trời Thánh Châu đã biến thành kim sắc. Không còn Thái Dương và đám mây trên bầu trời, chỉ có thánh viêm kim sắc chảy khắp nơi, chúng nó đang vô thanh thiêu đốt bầu trời. Binh đoàn dưới mặt đất kinh hoàng thất thố, vừa rồi có người bay lên thiên không bị thánh viêm thiêu đốt tan thành cho bụi. Bầu trời hoàn toàn bị phong tỏa, ở cửa biển thánh viêm còn nồng nặc hơn nhiều, có một chiếc chiến hạm cấp hoàng kim nỗ lực lao ra, thế nhưng vừa mới tới gần, thánh viêm màu vàng kim hung mãnh tựa như yêu thú phun lưỡi ra quét chúng chiến hạm. Chiến hạm cấp hoàng kim nổi tiếng về lực phòng hộ mà chỉ kiên trì được 20 giây, rồi hóa thành một quả cầu lửa thật lớn thánh viêm kim sắc thần thánh, thiêu đốt từng tấc thân tàu, những tài liệu giá trị sang quý có khả năng chống cháy xuất sắc, khi đối mặt thánh viêm lại yếu đuối như giấy. Toàn bộ thuyền viên, vô luận là trốn ở trong thuyền, hay nỗ lực chạy trốn đều bị hỏa diễm kim sắc bao phủ. Tiếng kêu rên cực kỳ bi thảm, đến khi khối huyết nhục cuối cùng của bọn họ bị thiêu đốt sạch sẽ mới dừng lại. Khi một luồng khói cuối cùng tan vào không trung, toàn bộ người thấy tận mắt hiện trường thì không có một ai trên mặt còn có huyết sắc. Thực sự quá tàn khốc, Thánh điện muốn làm gì? Có một vị gia chủ thể hình béo phì, vừa lau mồ hôi, vừa không thể kiềm chế, cho tới bây giờ thánh điện nói gì chúng ta nghe nấy, chưa bao giờ vi phạm mệnh lệnh. Người đứng bên cạnh ném tới ánh mắt khinh bỉ, gã khốn này chính là một kẻ cuốn theo chiều gió, lúc trước cứ mãi làm giá bởi muốn nhận chỗ tốt từ hai phía. Bao nhiêu người phụ họa theo, đúng thế, thánh điện muốn coi chúng ta như địch nhân sao? Cho tới bây giờ chúng ta vẫn trung thành và tận tâm, tuyệt không hay lòng cơ hồ toàn bộ gia chủ đều âm thầm hô may mắn tuy rằng bọn họ có cử chỉ ám muội nhưng mà không công nhiên quyết tuyệt với thánh điện nếu đã không công nhiên quyết liệt thánh điện cũng không tiện hạ thủ với bọn họ rồi hơn nữa nhiều gia tộc như vậy thánh điện không thể đồ diệt tất cả không một ai tin thánh điện sẽ điên cuồng như thế thánh điện thắng lợi ngay trước mắt mọi người đúng lúc làm công thần toàn bộ gia chủ cơ chí đều minh bạch thời gian làm dáng thế thôi đến lúc phải chọn hàng rồi trong lòng bọn họ lo sợ bất an dù cho biết rõ thánh điện không thể tiêu diệt toàn bộ danh môn nhưng mà chắc chắn sẽ làm màn giết gà dọa khỉ thánh điện tuyệt đối thượng phong không tàn sát mấy cái gia tộc sao có thể chấn nhiếp nhân tâm gia chủ mỗi nhà đều đang tại cầu khẩn không nên sờ đến mình bọn họ hạ giọng thảo luận phải làm thế nào mới có thể để thánh điện tiếp thấy lòng của bọn họ thì mới có thể giúp gia tộc bọn họ tránh vận mệnh bị đồ diệt ánh mắt đại trưởng lão ngưng nhìn phương xa một trụ phán xử cuối cùng phóng lên cao lão ta trầm mặc toàn bộ bố cục đã hoàn thành bây giờ đã đến lúc thu gặt. Trong lòng lão không có chút sung sướng, mà chỉ trầm trọng không thể nói ra. Lão biết rõ mình sẽ là người thắng cuối cùng, lão biết rõ thánh điện từ đây về sau sẽ đổi mới rực rỡ hẳn lên, nhưng mà lúc này, lão lại không có bất cứ niềm vui sướng thắng lợi gì. Chàng thắng lợi này, trả cái giá quá lớn khiến lão trầm mặc. Toàn bộ thánh điện trưởng lão, toàn bộ quang minh kỵ sĩ đoàn, tất cả đều trở thành thẻ đánh bạc cho chàng đánh cuộc này. Thánh điện tốn hao bao nhiêu tâm huyết trên người bọn họ mới bồi dưỡng thành quy mô hiện tại. Sau trận chiến này sẽ chẳng còn chút gì, năm hổ tướng sẽ còn lại ai, lão không biết, lão hiểu ngay cả những danh môn kia, chúng đã trải qua bao nhiêu năm mới phát triển đến được như bây giờ cần có bao nhiêu nhân tài, bao nhiêu tài nguyên. Tất cả mọi thứ đều phải cho một mồi lửa hóa thành cho tàn, phiến cho tàn này thành mảnh đất màu mỡ để thánh điện tân sinh. Nhất định là như vậy, thánh viêm cuộn trào mãnh liệt, bốc lên phần phật quanh đại trưởng lão. Trong một mảnh hôn ám, tô phỉ chống cằm, thần sắc ngây ngây nhìn xa xa như muốn xem thấu hắc ám vô biên kia. Nàng không biết vì sao lại biến thành như vậy, tựa như không biết vì sao chắc điện hạ lại đột nhiên đi tới một thế giới khác, thậm chí không kịp cáo biệt nàng. Lại có một cái quang kén đang từ từ ảm đạm quang mang, hư ảnh bên trong quang kén đang liều mạng dẫy ruộng, tô phỉ biết rõ cái này là phí công. Nàng ở nơi đây, mắt mở trừng trừng nhìn hơn một nửa quang kén tắt hẳn quang mang, không còn chút sinh cơ mỗi một quang kén mất đi độ sáng có nghĩa một cái sinh mệnh ngã xuống cơ hội thành hồn tướng cũng mất đi tô phỉ cảm thấy khá lạnh bi thương nổi lên nàng biết sẽ có kết quả này nhưng làm sao khác được dù sống sót không đó là sống sao tô phỉ không biết vì sao trong lòng bi thương càng đậm nàng có thể hiến dâng tất cả vì thánh điện nàng không thiếu ý chí chịu chết vì thánh điện nhưng mà không muốn dùng phương thức như vậy nàng vô pháp thống hận đại trưởng lão ông là người sáng tạo ra nàng tựa như phụ thân, cho nàng quan tâm và từ ái. Không ai biết ở sâu trong nội tâm nàng, có sự dẫy dụa và sợ hãi không thể nói. Từ một khắc nàng tỉnh lại kia, nàng cảm thấy sinh mệnh của mình tràn đầy các loại ảo giác. Giống như sinh mệnh mà mình cảm thụ hiện tại chỉ là một bong bóng bị thổi bay, phản chiếu quang hoa rực rỡ, bên trong chẳng có gì, khi gió thổi qua sẽ không lưu lại cái gì. Có lẽ hồn tướng chế ra vốn không thuộc về thế giới này. Ôm nỗi sợ hãi khó nói rõ bằng lời nàng nỗ lực khắc chế tình cảm của mình giữ khoảng cách với thế giới này cho dù là chắc nàng cũng chưa bao giờ để mình vượt quá giới hạn có lẽ sinh mệnh của nàng chỉ là một cái bọt khí nàng chỉ là nghĩ thông qua kiềm chế khiến nó có thể duy trì thêm một đoạn thời gian nữa nàng luôn luôn cảm thấy mình làm thế không sai đến tận lúc chắc đột nhiên ngộ hại khiến nàng đột nhiên minh bạch sự kiềm chế của mình buồn cười cỡ nào khi đại trưởng lão muốn chuyển quang minh kỵ sĩ do chính tay nàng huấn luyện thành hồn tướng trong lòng nàng chỉ còn lại bi ai trước đây lâu rồi nàng đã lo lắng đại trưởng lão sẽ chế tạo tân hồn tướng sinh mệnh của hồn tướng là một màu xám không có tương lai không ngờ điều nàng lo lắng nhất trở thành sự thật rồi lần đầu tiên nàng chống cự mệnh lệnh của đại trưởng lão nhưng giống với vận mệnh của nàng và sự sợ hãi tất cả đều phí công vinh quang cuối cùng của thánh điện vậy mà lại cần có một đám hồn tướng bảo vệ được rồi có lẽ cái này cũng là vận mệnh của mọi người nàng không oán hận đại trưởng lão khi hắc ám thôn phệ toàn bộ quang minh cũng là thời điểm ánh bình minh bắt đầu. Vô luận hắc ám hay là quang minh, với nàng kỳ thực không có gì khác biệt. Mai Tư phỉ nhĩ đức thương hội thoáng cái an tĩnh, lúc này đám tang nước lạp đã không quản nổi đường thiên, bọn họ chỉ tận khả năng tích tụ lực lượng. Bọn họ rất rõ ràng, sau khi hoàn thành việc cầm cố bọn họ, chờ đợi bọn họ sẽ là cơn giận sấm sét của Thánh Điện. Vì cái cục này, Thánh Điện đã trả một cái giá rất lớn, khiến mỗi người âm thầm tặc lưỡi. Một thế cục phải dùng cái giá lớn như vậy để bố trí không ai hoài nghi sát chiêu sau đó sẽ là kinh khủng cỡ nào cường liệt sợ hãi khiến đám tang nước lập liều mạng thu nạp binh đoàn chỉ có như vậy mới có thể giúp bọn họ có cảm giác an toàn khác với bọn họ đường thiên chấn định hơn nhiều đám tang nước lập vì muốn đoạt lại quyền lợi nhưng mà nội tâm bọn họ tràn đầy e sợ đối với thánh điện đối với đại trưởng lão đường thiên thì không trong con mắt hắn thánh điện là địch nhân tuy rằng cường đại nhưng cũng không phải là không thể đánh bại đối với thánh điện hắn chưa từng có chút ngưỡng vọng huống chi ở bên cạnh hắn có thần trang binh đoàn, có thiên huệ, có A Tín, vũ lực của mình và thêm đầu óc của thiên huệ với A Tín. Hắn tràn đầy lòng tin, nhưng mà ai ngờ, lần này có phát hiện đầu tiên, không phải thiên huệ, cũng không phải A Tín, mà là một người cơ hồ không có cảm giác tồn tại tiểu man. Tiểu thư, hình như có điểm không thích hợp, tiểu man nói khe với thiên huệ, thần tình nàng có chút kỳ quái, nhưng mà ngữ khí không chắc chắn. Nàng nhìn lướt qua mọi người, hình như mọi người không phát hiện ra, chẳng lẽ mình bị ảo giác nàng không quá tự tin, trong thường ngày, nhiệm vụ của nàng ngoại trừ bảo hộ tiểu thư thì là suốt đội sung phong. Nàng khá tự tin về phương diện vũ lực, nhưng phương diện khác nàng tự biết trình độ của mình. Tiểu thư không cần phải nói rồi, ở trong lòng nàng tiểu thư chính là vô địch giống như chiến thần. Ngay cả A Tín, bình thường nhìn không phải người nghiêm túc nhưng mà khứu giác trên chiến trường linh mẫn, đầu óc phản ứng cực nhanh, cách nàng mấy khúc đường. Ban đầu nàng còn cảm thấy giận dỗi, nhưng mà lâu dần thành thói quen nàng đã quen đám người A tín tìm ra vấn đề, sau đó tiểu thư ra lệnh một tiếng, nàng bằng một lần hung mãnh sung phong giải quyết chiến đấu. Thế nhưng lần này, mọi người dường như không phát hiện ra A. Lẽ nào mình bị ảo giác thật, vì vậy, khi ánh mắt mọi người nhìn nàng thì thật không quen, căng thẳng đến nỗi nói năng có phần lộn xộn, có thể là ảo giác của ta. Thiên Huệ khẽ khàng cổ vũ, tiểu man không cần khẩn trương, mà kệ có đúng hay không, cứ nói ra. Đường Thiên khá kinh ngạc, tiểu man đứng cạnh thiên huệ không có cảm giác tồn tại gì ngoại trừ khi dễ a tín tương đối là sở trường ra thì không có biểu hiện gì khác a tín còn kinh ngạc hơn nữa hắn nhanh chóng lộ ra mấy phần cười xấu xa nếu không phải tiểu thư ở đây hắn đã huýt sáo rồi nhìn thấy biểu tình của a tín tiểu man càng thêm hoảng loạn cũng may tiểu thư cổ vũ giúp nàng có thêm mấy phần dũng khí ta cảm giác thực lực của mình giống như mạnh lên một ít thực lực mạnh hơn một ít mọi người ngẩn ra ngay cả a tín tỏ ra bỡn cợt cũng ngây ra, ừ, không biết vì sao, ta cảm thấy thánh viêm trên bầu trời giống như rất thân thiết, cảm giác rất thoải mái, tựa như, tựa như cảm giác thái dương trước đây. Tiểu Man nỗ lực hình dung cảm giác của mình, nhưng kỳ thực nàng không biết thái dương là cảm giác gì, nàng trở thành hồn tướng lâu rồi, hồn tướng không thích ánh nắng. Lúc ban đầu ta không chú ý, nhưng mà sao lại ta lo lắng có phải là ẩn giấu nguy hiểm gì hay không? Tiểu Man từ từ chấn định lại, lời nói cũng trở nên có trật tự sau đó ta liền tỉ mỉ kiểm tra thân thể của mình, ta liền phát hiện thực lực của mình hình như biến cường rồi. Vừa dứt lời, tiểu man nhẹ nhàng cầm trảm mã đao chém một cái, không trung chợt lóe lên một đạo hư ảnh. Con mắt mọi người sáng ngời, lập tức minh bạch thực lực biến cường mà tiểu man đã nói là ý tứ gì. Tiểu man chém vừa rồi, không có tiếng xé gió nào, tiếng gió thổi thu liễm đến cực hạn. Bình thường tiểu man cũng có thể làm được, nhưng mà tuyệt đối không thoải mái như vậy. Trong mắt thiên huệ hiện lên một mặt quang mang, nàng bỗng nhiên nói tiểu man đi kiểm tra mọi người cái xem tiểu man sửng sốt nhưng mà lập tức phản ứng vội vàng xoay người tới binh đoàn hồn tướng hồn tướng đại quân của thiên huệ kinh lịch vô số chiến đấu tại cổ chiến trường hành trình dài thế nên tới thánh vực chỉ còn lại có mấy trăm người những hồn tướng này mỗi người đều là trong trăm có một mỗi một cái đều trải qua sàng lọc tàn khốc thực lực cường hãn a tín tự kiểm tra bản thân ngay sau khi tiểu man nói rõ nguyên nhân thực lực của hắn tuy rằng cường đại nhưng mà phần cường đại này là thể hiện tại phương diện chỉ huy binh đoàn chiến đấu, hắn đối với chuyện khống chế thân thể mình kém hồn tướng am hiểu vũ lực cá nhân như tiểu man. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt chấp động quang mang, ta nghĩ chúng ta đã tìm ra sát chiêu của thánh điện là cái gì? chương 918, chuyện tàn khốc nhất, hồn tướng, sát chiêu của thánh điện là hồn tướng, ngoài đường thiên dự liệu. Hồn tướng thuộc hạ của tiểu man, thực lực tăng trưởng với mức độ khác nhau. Sở Dĩ A Tín không phát hiện là bởi vì thực lực cá nhân không bằng Tiểu Man, nhưng đã có Tiểu Man nhắc nhở, hắn nhanh chóng nghĩ tới chỗ sâu hơn. Đội trưởng Tô Phỉ của Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn là một hồn tướng. Thiên Hạ Đồn Đại Tô Phỉ là hồn tướng do đại trưởng lão chế ra, hiện thời xem ra khả năng đại trưởng lão đã nắm giữ phương pháp chế tạo hồn tướng là thật. A Tín chậm rãi nói, mặt nghiêm túc, giả thiết đại trưởng lão có thể chế tạo ra hồn tướng đại quy mô, vậy bố cục trước mắt thế là thông. Những hỏa trụ này không chỉ có thể phong tỏa thánh châu mà còn cải tạo nó thành một chiến trường thích hợp hồn tướng phát huy chỉ cần chiến đấu tại thánh châu bọn họ có đủ ưu thế bởi đây là sân nhà đầu óc hắn xoay chuyển rất nhanh bẻ khớp ngón tay nói tiếp ở đây có một vấn đề thực lực trên tay hào môn liên minh mạnh lắm phương diện binh lực là tuyệt đối chiếm ưu thế lẽ nào đại trưởng lão muốn dùng hồn tướng để bù đắp việc binh lực không đủ nếu là như vậy đại trưởng lão cần chế tạo ra khá nhiều hồn tướng hẳn là rất nhiều nếu số lượng quá ít thì dù đều mạnh như tô phỉ cũng không thể áp chế một đống binh đoàn đám tang nước lạp thiên huệ phi thường lãnh tĩnh kết luận đại trưởng lão nắm giữ phương pháp chế tạo hồn tướng đại quy mô đây là suy luận hợp lý tiểu man cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hồn tướng sao có thể chế tạo đại quy mô người khác cũng cảm thấy khó tin chưa từng ai nghe kể chế tạo hồn tướng trong đầu đường thiên chợt lóe lên vội vàng nói hồn điện hồn điện có thể chế tạo hồn tướng a Thiên Huệ và Tiểu Man có chút mờ mịt, các nàng chưa từng thấy hồn điện. A Tín không ngờ Đường Thiên nói đến hồn điện, nhưng nghĩ đến quan hệ giữa binh và Đường Thiên liền thoải mái, giải thích với hai người, hồn điện là kiến trúc đặc thù của Nam Thập Tự Binh Đoàn, có thể chế tạo hồn tướng để chuẩn bị cho tình huống binh lực không đủ. Tuy nhiên có rất nhiều hạn chế, hơn nữa hồn tướng chế tạo ra không quá mạnh mẽ, chỉ có thể đáp ứng tình thế khẩn cấp. Cần thẻ hồn tướng, Đường Thiên nói, nếu như đẳng cấp thẻ hồn tướng tương đối cao thì có thể tạo ra hồn tướng lợi hại lập tức thiên huệ bắt được điểm then chốt nói cách khác hồn điện cũng cần phải có các loại tài liệu như thẻ hồn tướng mới có thể chế tạo ra hồn tướng mảnh chiến hồn cũng được a tín bổ sung tuy nhiên chỉ là tạo ra hồn tướng rất không trọn vẹn thực lực rất kém cỏi ta minh bạch rồi thiên huệ gật đầu nói nói cách khác hồn tướng không thể tự mọc ra cần phải dùng mảnh chiến hồn hoặc là thẻ hồn tướng làm tài liệu cần phải có hồn phách chứ không sai a tín khẳng định chắc nịch nói tới hồn điện không ai rõ ràng hơn hắn Hồn theo ý nghĩa nào đó mà nói là một loại sinh mệnh, không có ai có thể tự dưng chế tạo được ra sinh mệnh. Ta nhớ không lầm thì mật độ năng lượng tại thánh vực không có chút ích lợi để hồn tướng sản sinh. Trong đôi mắt đẹp của Thiên Huệ chấp động quang mang, không cần nói tới chiến hồn, ngay cả mảnh chiến hồn cũng không có. Đại trưởng lão muốn tạo ra hồn tướng, vậy nhất định cần phải có đủ nhiều tài liệu, cần phải có đủ nhiều mảnh chiến hồn. A à, Tín trầm ngâm, cái này không dễ đâu, nhưng mà không phải không có cách nào lịch sử nghiên cứu hồn của thánh điện rất đã lâu có lẽ bọn họ đã tìm được phương pháp làm thế nào bồi dưỡng mảnh chiến hồn thiên huệ không phản đối nàng nói tiếp các ngươi vừa mới nói bồi dưỡng hồn tướng như vậy thì chỉ ở mức tương đối phổ thông muốn bồi dưỡng ra hồn tướng lợi hại tương đối khó cần thẻ hồn tướng rất lợi hại mới có thể ra hồn tướng lợi hại đường thiên nghĩ đến quỷ trảo trong lòng có chút thương cảm bởi vì chỉ có hồn phách chấp niệm rất sâu mới có thể sinh thành hồn tướng lợi hại ta có một lần dùng không ít thẻ hồn tướng hồn tướng tạo ra thực lực đều rất phổ thông chỉ có thể dùng bê đồ thôi. Chế tạo đại quy mô là tất nhiên, vẻ mặt A à tín là lẽ đương nhiên, hồn điện kỳ thực chính là chuyển hóa hồn phách thành hồn tướng, trên đời này làm gì có nhiều hồn phách cường đại như vậy. Chiếm đa số là mặt hàng phổ thông thôi, hồn tướng phổ thông là chắc chắn số lượng nhiều, hơn nữa thực lực có tăng lên nhưng mà đại trưởng lão có lòng tin chiến thắng binh đoàn của đám tang Đức Lạp cơ mà. Thiên Huệ không lý giải được, binh đoàn trên tay đám tang Đức Lạp có thực lực mạnh mẽ. Lời Thiên Huệ nói được mọi người tán đồng, bọn họ đều từng gặp binh đoàn của đám tang Đức Lạp rồi, thực lực đều phi thường cường hãn. Binh đoàn cùng một cấp bậc với thu sát binh đoàn phải tới mấy đội, cái này cũng là vì sao mọi người đều xem trọng hào môn liên minh hơn chứ không phải thánh điện. Chẳng lẽ còn có huyền cơ gì nữa? Mặt A Tín nhăn lại, muốn tăng thực lực hồn tướng lên nhiều chẳng dễ dàng đâu. Bỗng nhiên đường thiên chỉ vào trụ phán xử do thánh viêm màu vàng kim biến thành là nó. Mọi người thất thần, có chút không hiểu rõ lý do loại thánh viêm này có điều cổ quái đường thiên giải thích trước đây ta có giao thủ với quang minh kỵ sĩ đã hiểu chút về thánh viêm nhưng thánh viêm trông thấy lần trước không giống với lần này không giống con mắt thiên huệ sáng ngời điểm nào không giống nàng biết rõ trực giác của đường thiên phi thường nhạy cảm không ai bằng hắn nhất định đã phát hiện ra cái gì đường thiên suy nghĩ một chút lần trước ta giao thủ với tên quang minh kỵ sĩ kia cuối cùng lúc hắn chạy trốn thánh viêm cũng từ bạch sắc biến thành kim sắc rất giống với thánh viêm này. Ta từng suy nghĩ một thời gian, nhưng chưa hiểu, đến tận khi nhìn thấy hồn phách tu tư bắt đầu thiêu đốt, ta mới thoáng cái hiểu được. Ngữ khí đường thiên trầm ngưng hiếm thấy, người nghĩ ra phương pháp này là thiên tài chân chính. Thánh viêm phổ thông là một loại năng lượng quang minh, một loại năng lượng quang minh tính chất phi thường đặc thù. Ta hoài nghi, thánh viêm mới là thành quả chân chính từ việc thánh điện nghiên cứu hồn. Thánh viêm có thể kích thích huyết nhục điên cuồng sinh trưởng, nhưng kỳ quái là thân thể các trưởng lão thánh điện không cường tráng bởi vì tất cả huyết nhục chi lực đều bị dùng để tẩm bổ hồn phách nhưng mà hồn phách tẩm bổ như vậy không cần trải qua ma luyện rèn luyện thiên huệ đam chiêu giống như là được vỗ béo chứ không phải cường tráng chính là ý tứ này đường thiên gật đầu hắn trầm giọng nói chúng ta đều biết thần hồn cần rèn luyện mới có thể cường đại hơn như vậy hồn phách không trải qua ma luyện thì không thể cường đại lần trước ta còn có chút kỳ quái uy thế của quang minh kỵ sĩ rất cường nhưng mà vừa giao thủ phát hiện thực lực yếu hơn ta tưởng tượng bây giờ mới hiểu được hồn phách của bọn họ chính là dùng để làm phân bón trước khi thánh viêm thiêu đốt hồn phách có thể tẩm bổ huyết nhục lớn mạnh hồn phách thánh viêm thiêu đốt hồn phách hồn phách tẩm bổ nhiều năm sẽ dung nhập trong thánh viêm thảo nào khí tức chúng nó khác nếu như ta không đoán sai thì những hỏa trụ thánh viêm này không chỉ có thể phong tỏa thánh châu mà còn có một cái tác dụng chính là làm lớn mạnh hồn tướng vừa mới được sinh trưởng toàn trường lặng ngắt như tờ mọi người đều bị nội dung đường thiên miêu tả làm sợ hãi, lưng phát lạnh, lông dựng thẳng. Hồn phách tầm bổ vài thập niên chỉ làm phân nuôi cho hồn tướng khác. Sự lãnh khốc khiến người ta sờn tóc gáy, thiên huệ cũng bị thất thần, thì thào lẩm bẩm thực là đáng sợ. Đứng đương trường, ngay từ đầu Mai Lị Toa im lặng, sắc mặt trắng bệch, toàn hân run rẩy cầm cập, thanh âm hàm răng rung động va chạm vang khắp toàn trường. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Mai Lị Toa. Mai Lị Toa lắp bắp, xen lẫn âm thanh khóc nấc rất. Rất nhiều người đều tu luyện thánh viêm, rất nhiều người, mọi người có chút không rõ, nhưng mà không biết vì sao, trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng hiện lên dự cảm bất tường. Trong lòng A Tín chấn động, hắn thất thanh kinh hô, người nói. Mai Lị tọa hoa một tiếng khóc hoa, ngoại trừ thánh điện, rất nhiều người thường tu luyện thánh viêm. Thánh điện nói, nói chỉ cần tu luyện thánh viêm là có thể có cơ hội được thánh điện bồi dưỡng, có khả năng công tác cho thánh điện, có thể được thánh điện bồi dưỡng, có thể tâm tình mai lị toa triệt để không khống chế được nước mắt giàn giụa nói không thành lời ngồi thụp xuống thất thanh khóc giống mọi người ngây người nếu như suy đoán của đường thiên vừa rồi là thật không ai dám tưởng tượng mặt mỗi người lúc này đều trắng như giấy trong mắt ngoại trừ sợ hãi chính là sợ hãi bọn họ không dám sằng bậy như thế đâu ngay cả a à tín gan lớn lúc này cũng lắp bắp thánh châu có bao nhiêu người tại chàng không có ai biết rõ con số cụ thể nhưng mà mọi người đều biết rõ Thánh Châu là một châu phồn hoa nhất toàn bộ Quang Minh Châu, cũng là một châu nhân khẩu nhiều nhất. Nếu có người quen thuộc tư liệu phương diện này tại đây, nhất định sẽ nói cho bọn họ, nhân khẩu của Thánh Châu chiếm một phần mười toàn bộ Quang Minh Châu. Đã không còn ai dám suy nghĩ tiếp, đó là cái gì, bỗng nhiên cắt chạch chỉ vào chỗ cách không xa, thanh âm kinh sợ. Nhìn theo ngón tay cắt chạch, mọi người nhìn thấy một đóa thánh viêm kim sắc lớn cỡ nắm tay, đang chậm rãi thổi qua nóc nhà bên cạnh đường, bay lên bầu trời. Không biết vì sao, trong đầu mọi người tự nhiên hiện lên suy đoán vừa rồi của Đường Thiên. Hơi lạnh thấu xương, tựa như dòng điện lan tràn khắp thân thể bọn họ, cần cổ bọn họ cứng đờ, thân thể cứng đờ như bức tượng. Bọn họ ngơ ngác nhìn, một màn cả đời bọn họ khó quên. Một đóa lại một đóa kim sắc hỏa diễm, liên tiếp thổi qua nóc nhà, càng ngày càng nhiều kim sắc hỏa diễm, càng ngày càng nhiều nơi phiêu phù bay lên, tựa như một bầy sứa kim sắc khổng lồ đang chậm rãi bơi lên mặt biển. Bầu trời phương xa, dày đặc chi chít thánh viêm màu vàng kim nhìn không ra đầu cuối giống như một mảnh hải dương kim sắc mỗi cái ngóc ngách trong tầm mắt bọn họ đều tràn ngập kim sắc chúng nó chậm rãi phiêu phù kim sắc thần thánh uy nghiêm vào lúc này lại yêu dị âm quỷ không có nhiệt độ chỉ có tử vong ai cũng phát lạnh bọn họ đều thân kinh bách chiến chứng kiến vô số thi thể từng thấy vô số chàng diện tiên huyết lâm ly huyết nhục ngổn ngang bọn họ vốn có cho rằng thế giới này không còn có chàng diện tàn khốc gì có thể khiến bọn họ sợ hãi sợ hãi nhưng một màn trước mắt khiến lòng bọn họ phải rung động. Mỗi một đóa thánh viêm kim sắc chính là một sinh mệnh. Vô biên vô hạn thánh viêm chiếm cứ mỗi một tấc không gian bầu trời, số lượng thật nhiều, không ai đếm hết rốt cuộc có bao nhiêu sinh mệnh, không có ai đếm được. Ngay trong nháy mắt này, hàng nghìn hàng vạn sinh mệnh im hơi lặng tiếng tiêu thất, hóa thành một đoàn kim sắc hỏa diễm vô thanh thiêu đốt, trở thành phân bón. Chưa ai từng chứng kiến sự việc tàn khốc hơn chuyện này. Chương 919, ầm ầm ngã xuống. Khuôn mặt mục chi hà phủ đầy phong sương, thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, tựa như tảng nham thạch loang lổ bị gió ăn mòn, bên trong vẫn cứng rắn như thiết. Đây là biểu tình mà binh lính đều đã quen, không có bao nhiêu ấm áp, luôn khiến người ta liên tưởng đến vĩ giá quan châu quanh năm gió tuyết không ngừng và quân kỳ xâm nghiêm như sắt thép. Nhưng nó lại khiến người ta an tâm. Mọi người thở hổn hển, dựa lưng vào tảng đá, trầm mặc khôi phục thể lực. Tình hình chiến đấu vô cùng căng thẳng và sự cường đại của địch nhân hóa thành áp lực trầm trọng ép tới khiến người ta thở không nổi nhưng mà vẻ kiên nghị trên mặt bọn họ không giảm chút nào. Khi thể lực từ từ khôi phục lại, bọn họ bắt đầu trả lao kiếm của mình. Chịu ảnh hưởng của Mục Chi Hà, binh lính trong binh đoàn thích nhất chính là trường kiếm tiêu chuẩn trong quân, ngay cả kiểu dáng đều giống nhau. Tuy nhiên bọn họ là binh đoàn trực thuộc hổ tướng số 1, tuy rằng kiểu dáng là trường kiếm tiêu chuẩn nhưng vì có nhiều tài liệu quý hiếm và kỹ thuật luyện rèn tiên tiến nhất của thánh điện nên giá trị chế tạo cực kỳ cao. Ở chợ đen, một thanh trường kiếm tiêu chuẩn của binh đoàn Mục Chi Hà luôn trong tình trạng có cầu không có cung, là bảo vật vô số người tha thiết ước mơ. Chúng nó chính là bảo vật, đặc tính lớn nhất là kiên cố, chúng nó có thể thừa thụ cường độ đả kích cực cao hàng tỷ lần mà không chút tổn hao gì. Trong lịch sử binh đoàn, chưa có trường hợp kiếm của vị binh sĩ nào do tu luyện quá chăm chỉ mà bị thụ tổn. Nhưng mà lúc này, trường kiếm trên tay mỗi người bọn họ đều phủ đầy vết thương, lỗ hổng li ti ở khắp nơi. Con mắt binh lính tràn đầy vẻ đau lòng, ngay cả động tác trà lau đều rất nhẹ nhàng trong lòng bọn hắn trường kiếm là người bạn thân mật nhất ngày đêm làm bạn với bọn hắn bọn hắn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày người bạn thân thiết nhất tín nhiệm nhất của bọn hắn cũng sẽ bị thương không phải tài liệu chân quý nhất của thánh điện sao không phải kỹ thuật tiên tiến nhất sao sao lại bị tổn thương lúc mới bắt đầu mỗi lần chiến đấu kết thúc tình cảnh đều là một mảnh kêu rên và không thể tin tưởng nhưng khi chiến đấu leo thang bọn họ hiểu địch nhân càng ngày càng nhiều bọn họ đã không còn giật mình nữa. Trước đó, bọn họ chưa từng nghĩ là trên đời này lại có binh đoàn cường đại như bọn họ, có võ tướng có được ý chí và thực lực không kém hơn đại nhân của bọn họ. Nam thập tự binh đoàn, một cái tên quá xa lạ quá vô danh. Đại nhân nói, binh đoàn này thuộc về Nam Minh. Binh lính chưa từng nghe thấy cái tên Nam thập tự binh đoàn, nhưng nghe nhiều về Nam Minh lắm rồi. Tuy rằng trường kỳ đóng giữ vĩ giã quan châu chưa gia nhập Nam Trinh, nhưng mà bọn họ không chút xa lạ Nam Minh. Có điều, nam minh thật sự cường đại như thế sao cái này là điều khiến bọn họ cảm thấy nghi hoặc nhất nam minh có được binh đoàn cường đại như thế vì sao có thể trên chiến trường chính diện liên tiếp bại lui được rồi tin tức này đã lâu rồi tình huống chiến cuộc hiện tại như thế nào bọn họ không thể nào biết được liên hệ giữa bọn họ và thánh điện đã bị chặt đứt bọn họ tại giã nhân châu tứ cố vô thân cần phải thừa nhận trước lúc xuất phát có thể tính là vô cùng lạc quan biến số lớn nhất chính là nam thập tự binh đoàn không ai nghĩ là tại nơi dã nhân châu hoang vắng này, lại đụng độ binh đoàn của Nam Minh, hay là một binh đoàn cơ quan rất lợi hại. Kế hoạch chiến đấu của bọn họ coi như thất bại, không những không tìm được nữ chiến thần còn bị Nam thập tự binh đoàn quấn lấy. Bọn họ thậm chí không dám trở về theo đường cũ, một khi lộ tinh môn thông tới vĩ giã Quan Châu, vĩ giã Quan Châu sẽ lập tức trở nên nguy hiểm cực kỳ. Huống chi Nam thập tự binh đoàn luôn dính phía sau bọn hắn, Nam thập tự binh đoàn thậm chí không cho bọn hắn có cơ hội tổ chức phòng thủ. Dã nhân đại quân nhân số đông đảo, khí thế rào rạt, nhưng kỳ thực trong lòng Mục Chi Hà không quá lo lắng. Bình thường lão bắt huấn luyện rất nghiêm ngặt, trước lúc xuất phát đã căn dặn võ tướng phòng thủ cần phải nghiêm ngặt cẩn thận. Bố trí tại vĩ giã Quan Châu là một tay Mục Chi Hà bố trí, lão biết rõ nó vững chắc cỡ nào. Chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian ban đầu, Thánh Điện nhất định sẽ phái người trợ giúp, cái nhân tuyển đó Mục Chi Hà nhắm mắt lại cũng biết nhất định là Gia Á. Còn có ai so được với Gia Á về độ am hiểu phòng thủ? còn có chiến trường nào thích hợp cho gia á hơn vĩ giá quan châu gia á hẳn là đã tiếp quản vĩ giá quan châu rồi mục chi hà thầm tính thời gian liền đưa ra kết luận này có gia á đóng giữ vĩ giá quan châu không gì phá nổi mục chi hà vứt vấn đề vĩ giá quan châu đi hiện tại cần phải cân nhắc chính là tình cảnh của mình nam thập tự binh đoàn cường hãn vượt quá lão mong muốn lão chưa từng nghĩ binh đoàn của mình sẽ chịu tổn thương lớn như thế điều bất lợi với lão là trốn giã nhân châu này nơi đây mỗi một bộ lạc đều thiên tính rất căm thù bọn họ, mà tình cảnh của nam thập tự binh đoàn thì hoàn toàn tương phản. Lão cần phải dẫn binh đoàn của mình về, cũng không những bởi vì mỗi một binh sĩ trong binh đoàn lão đều là thế hệ con cháu, cũng không chỉ bởi binh đoàn này được chính tay lão một tay xây dựng nên tình cảm thâm hậu, mà là thánh điện cần phải có bọn họ, cần binh đoàn mục chi hà. Nếu như nói tao ngộ nam thập tự binh đoàn khiến mục chi hà bất ngờ không kịp phòng, làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch của lão, khiến cho lão rơi vào thế bị động. Dù thân hãm khốn cảnh, lão vẫn không mất lý trí và phán đoán. Bọn họ không thể bị tiêu hao tại giã nhân châu. Mục chi hà dùng hết các loại biện pháp, nỗ lực thoát khỏi cảnh bị nam thập tự binh đoàn truy kích. Nhưng mà chủ tướng của đối phương lão luyện quá khiến lão giật mình, lão ngụy trang, dẫn dụ, không một lần thành công. Đối phương luôn luôn có thể nhìn một cái liền rõ ý đồ của lão, mỗi khi rơi vào thời điểm đó, lão đều cảm thấy mình tựa như bị bóc sạch y phục, lộ lộ dưới ánh mặt trời. Lão luôn có một ảo giác, đối phương tựa như một con cáo già từng trải quá nhiều trận chiến đấu, dựa vào chính là kinh nghiệm phong phú. Mục Chi Hà rất bối rối đối với ảo giác của mình, vô luận là thánh vực hay là thiên lộ, đều lâu lắm rồi không có đại chiến, vì sao lại xuất hiện lão yêu quái như vậy? Mục Chi Hà bi kịch phát hiện, vô luận là chiến thuật tu dưỡng, hay là năng lực chiến đấu, đối phương mạnh hơn lão. Bây giờ lão vẫn còn ấn tượng sâu sắc đối với đạo thập tự quang mang trói mắt kia, thương vong lớn nhất là xuất hiện lần đó. Mình nên làm cái gì bây giờ? Bỗng nhiên Mục Chi Hà phát hiện, lão có phần không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Lão đột nhiên giật mình tỉnh lại, lưng không biết có lớp mồ hôi từ lúc nào. Lão biết rõ như thế là mình bị đối phương toàn diện áp chế, dẫn đến tâm tính mất ổn định. Lão tự dưng âm thầm gượng cười, lão chưa từng nghĩ đến trên chuyện đời này vậy mà lại có người có thể toàn diện áp chế mình, cho nên dẫn đến tâm tình thất thủ. Đây là một dấu hiệu nguy hiểm, thuyết minh lòng tin của mình đang từ từ trôi mất. Lão thầm cảnh giác. Tuy rằng lão bị áp chế toàn diện, nhưng lão đau khổ chống đỡ cũng gây thương vong cho đối phương. Nếu như lòng tin trôi mất, cuộc diện đau khổ chống đỡ sẽ trong nháy mắt đổ nát. Con mắt lão trở nên sáng tỏ, lão vốn là hạng người tâm trí cứng cỏi, khó khăn cản trở trước mắt vẫn chưa khiến lão mất đi dũng khí. Lão triệu tập tướng sĩ dưới trướng, tổ chức một hội nghị nhất thời trước chiến. Dựa theo tần suất công kích mấy ngày nay, đối phương sẽ không cho lão cơ hội thở dốc, một đợt công kích tiếp theo sẽ đến nhanh chóng. Đây cũng là điểm Mục Chi Hà cảm thấy bất khả tư nghị, binh đoàn của lão huấn luyện hà khắc, sức bền bỉ thiên hạ ít có, cũng là điểm xưa nay lão tự hào. Nhưng ở điểm này, đối phương cũng mạnh hơn nhiều, điểm duy nhất khiến Mục Chi Hà cảm thấy vui mừng chính là dưới cường đại áp bách, bọn hắn cũng có phát triển kinh người. Ngay từ đầu, bọn hắn chật vật quá đỗi, thương vong kinh người. Nhưng mà theo thời gian trôi, bọn họ vẫn cứ chật vật nhưng thỉnh thoảng có thể tổ chức phản kích, thương vong nhỏ hơn trước nhiều. Nếu như nam thập tự binh đoàn không phải lệ thuộc Nam Minh, Mục Chi Hà đôi khi còn cảm thấy chiến đấu như vậy không phải chuyện xấu. Chú ý bảo hộ bên sườn, lần trước chúng ta chịu thiệt chính vì bên sườn bảo hộ chưa đúng chỗ. Nguyên nhân là cái gì, không phải chúng ta không coi trọng bên sườn, là chúng ta tách ra. Ta vừa mới xem xét lại, thời gian chúng ta tách ra đại khái khoảng 6 giây. Nếu trước đây, cái này không tính là kẽ hở nhưng mà địch nhân của chúng ta là cao thủ. Kẽ hở 6 giây đủ cho bọn họ phát động một lần xung kích. Bọn họ rất am hiểu xung phong, cái này chúng ta phải tránh. Nhớ nhé, một khi bắt đầu chiến đấu, tận lực không cho bọn hắn cơ hội xung phong, lấy chiến đấu làm chủ. Tận lực thả chậm tiết tấu chiến đấu, bọn họ am hiểu chiến đấu tiết tấu nhanh hơn chúng ta. Mục Chi Hà nói không nhanh, lãnh tĩnh không có cảm xúc, tựa như đang kể ra một sự kiện hoàn toàn không quan hệ với mình. Các tướng sĩ nghe rất kỹ, hội nghị trước chiến, trước chiến đấu bọn họ đều diễn ra. Bọn họ có thể biết rõ lần trước vì sao thua, chỗ nào làm chưa đủ tốt vân vân, cái này là bí quyết để bọn họ có thể phát triển nhanh chóng. Không ngừng ma luyện, bọn họ phát triển cấp tốc, tuy rằng ở thế hạ phong, nhưng mà đối với việc trở lại thánh điện, lòng tin mọi người tăng nhiều. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ trong vạn chọn một, người nghiêm khắc như Mục Chi Hà chưa bao giờ dừng việc huấn luyện, xây dựng một nền tảng cực kỳ vững chắc cho họ. Bọn họ tựa như một khối ngọc thô cường độ chiến đấu cao và địch nhân cường hãn là đá mài đao tốt nhất bọn họ bắt đầu phóng thích quang mang của bản thân dù cho đối phương cường đại như thế nhưng bọn họ đã không còn e sợ bọn họ biết rõ đại nhân nhất định sẽ đưa bọn họ về thánh điện bọn họ biết rõ cuối cùng bọn họ nhất định sẽ chiến thắng nam thập tự binh đoàn tựa như quang minh châu cuối cùng sẽ chiến thắng nam minh vậy toàn bộ thất lợi và khốn cảnh trước mắt chỉ là tôi luyện mà thôi chỉ có là như thế thôi bọn họ ngửa mặt nghiêm trang chăm chú nghe mỗi chữ của đại nhân. Bỗng nhiên, không có bất cứ dấu hiệu gì mà Mục Chi Hà tựa như bị sét đánh chúng, thanh âm ngừng bật, hao ngây ra như phỗng. Dị dạng của đại nhân khiến cho mọi người chú ý, Mục Chi Hà cứng ngắc giống như tượng gỗ, chậm rãi quay mặt sang một bên, ánh mắt lão hướng về nơi xa xa. Tâm mọi người tự dưng chợt nhảy, lần đầu tiên trong ánh mắt đại nhân ánh lên nỗi kinh hoàng, ánh lên nỗi sợ hãi, ánh lên vẻ mờ mịt không biết làm sao, ánh lên vẻ đờ đẫn khi tuyệt vọng. Bọn họ nhìn theo ánh mắt đại nhân, nhưng cũng không phát hiện ra cái gì. Đại nhân sao thế nhỉ? Mọi người không hiểu ra sao. Con mắt thâm thúy xám xịt, toàn bộ sinh cơ tựa như bị rút đi, trên người lão không còn khí thế sắc bén, lão tựa như ông già tiểu tụy. Mái tóc hoa dâm với tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành tuyết trắng. Huyết lệ đỏ sấm từ con mắt ngây ra mất đi toàn bộ thần thái nhỏ xuống. Thánh Châu, vì cái gì, nam tử giống như sắt thép nham thạch này chừng con mắt chảy máu, ầm ầm đổ nhào xuống chương 920, cơ mật, bi thương bao phủ doanh địa, âm thanh của cơ quan khôi lỗi ẩm ầm từ xa đến gần, theo kinh nghiệm bọn họ tổng kết những ngày này, bọn họ nên tránh né, bọn họ nên xây dựng phòng tuyến, bọn họ hẳn là nên bảo vệ tốt bên sườn phòng bị đối phương xung kích. Bọn họ đã có thể thong dong đối diện cơn lũ thanh đồng cuồn cuộn đánh tới. Tuy nhiên không một ai động đậy, bọn họ tựa như không nghe thấy. Binh lính tự động vây quanh mục chi hà, có người đang nức nở, có người đang lau nước mắt, nước mắt giàn rụa lẫn bùn đất chảy khắp mặt mũi ánh mắt bọn họ mờ mịt hồn phách giống như bị rút đi thất hồn lạc phách tựa như cái xác không hồn khi lão đoàn và lão đường đến thì hai mặt nhìn nhau bọn họ không gặp bất cứ sự kháng cự gì thậm chí không một ai nhìn bọn hắn một cái sắc mặt lão đoàn và lão đường nghiêm trọng bọn họ cơ hồ không thể tin những binh sĩ như ăn mày đứng trước mắt này lại là binh đoàn tinh nhuệ đệ nhất là khối xương cứng kịch chiến cùng bọn họ đến cùng gây nhiều thương vong chuyện gì xảy ra hai người rất nghiêm túc không có chút vui mừng trong khoảng thời gian này hai người không biết đã tán thưởng sự ngoan cường của mục chi hà bao nhiêu lần không biết bao nhiêu lần tán thưởng sự bền bỉ của đám binh lính thân ở khốn cảnh này ngay từ đầu bọn họ còn tương đối dễ dàng đánh bại binh đoàn mục chi hà nhưng chẳng mấy chốc binh đoàn mục chi hà trở nên càng ngày càng khó quấn làm bọn hắn thương vong cũng càng lúc càng lớn ý chí cứng như sắt thép kỷ luật xâm nghiêm ý chí chiến đấu ngoan cường kỹ xảo chiến đấu thành thạo đồng bộ suốt trăm phần trăm độc bộ thiên hạ không phụ thanh danh thiên hạ đệ nhất binh đoàn mục chi hà là một đối thủ đáng để tôn kính những binh sĩ này là binh sĩ đáng để tôn kính nhìn thấy đối thủ mình tôn kính ầm ầm đổ nhào xuống hai người không có chút vui sướng thắng lợi đây không phải là thắng lợi mà bọn họ muốn bọn họ cẩn thận xuyên qua đám binh sĩ bi thương nhìn thấy mục chi hà nằm trên mặt đất con mắt đầy vết máu đỏ lòm thân thể óng ánh tựa như bạch ngọc thì tự dưng thất kinh bọn họ minh bạch vì sao binh sĩ không chống cự nữa mục chi hà là linh hồn của binh đoàn này một khi lão xảy ra bất chắc binh đoàn này đã không còn là đệ nhất binh đoàn quát tháo thiên hạ kia nữa lão đường ngồi xuống sắc mặt nghiêm trọng kiểm tra mục chi hà song phương giao chiến lâu như vậy có thể nói thực sự đồng cảm mục chi hà sở dĩ bị nam thập tự binh đoàn toàn diện áp chế cũng không phải do trình độ không đủ một mặt là một mình thâm nhập bốn mặt toàn là nguy hiểm bọn họ không những phải đối phó nam thập tự binh đoàn còn cần phòng bị dã nhân bộ lạc. Về phương diện khác là kinh nghiệm, Mục Chi Hà thống quân mấy chục năm, chưa từng trải qua đại chiến tẩy lễ làm sao so được với lão đoàn cả đời trải chiến tranh, lão quái vật được tẩy lễ qua đại chiến dịch thì làm sao có thể so sánh. Nhưng Mục Chi Hà ngoan cường mà chống lại các đợt tiến công, đau khổ chống đỡ, không ngừng phát triển khiến lão đoàn cũng cảm thụ áp lực cực lớn. Đa tả, thanh âm Mục Chi Hà giống như muối, thân tình lão trở nên khá ôn hòa, thỉnh không cần lãng phí thời gian trên người ta thân thể mục chi hà thoạt nhìn phi thường quỷ dị, tóc lão tuyết trắng như ngân, bàn tay nguyên bản phủ đầy vết chai nổi từng quầng sáng trắng. Bạch quang nhàn nhạt xuyên thấu cơ thể, huyết nhục ra thịt lão hiện ra tất cả. Toàn thân thoạt nhìn toàn bạch quang lưu chuyển, tựa như bao phủ trong một tầng hào quang. Trên mặt lão đường lộ ra vẻ hoảng sợ, sinh cơ trong cơ thể mục chi hà không những không suy bại mà trái lại dị thường thịnh vượng, thịnh vượng tựa như hỏa diễm hừng hực thiêu đốt trong đêm đen khiến thân thể mục chi hà kịch liệt chuyển biến xấu chính là lũ sinh cơ vô cùng thịnh vượng này. Nó đang không ngừng thiêu đốt ăn mòn huyết nhục mục chi hà. Tuy lão đường kiến thức rộng rãi cũng chưa từng gặp thứ quỷ dị cổ quái như thế. Cái này là thánh viêm, mục chi hà nhẹ giọng bảo, các binh sĩ xung quanh bỗng dưng rối loạn, bọn họ ngừng đầu, khuôn mặt khiếp sợ và không thể tin tưởng. Thánh viêm, đó là thứ bọn họ rất quen thuộc, hàng ngày bọn họ đều tu luyện. Cảnh tượng đáng sợ như thế có thể nào là do thánh viêm tạo ra ở trong lòng bọn họ thánh viêm đem tới lực lượng dành cho bọn họ dũng khí có thể trị liệu vết thương của bọn họ có thể giúp bọn họ trở nên cường tráng là tiêu chí bọn hắn biểu đạt sự thành kính của mình vì sao lại là thánh viêm bỗng nhiên binh lính nghĩ đến phán xử của thánh điện lẽ nào thánh điện cho rằng đại nhân không đủ trung thành sao hay là cho rằng đại nhân tác chiến bất lợi mà nghiêm phạt binh lính trở nên kích động bọn họ đi theo đại nhân một mình thâm nhập liều mạng chiến đấu thánh điện vì sao có thể phán xử đại nhân bất công như thế thánh viêm lão đường và lão đoàn liếc nhau nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt nhau quanh con mắt mục chi hà uốn lượn tiên huyết nhưng mà lão có thể cảm thụ được binh lính rối loạn lão than nhẹ một tiếng hiện giờ thánh châu chỉ e là đã thành địa ngục trần gian chúng ta đầu hàng ta sẽ đem toàn bộ những gì ta biết nói cho các ngươi thỉnh đừng thương tổn binh sĩ của ta nhờ cậy vậy mọi người đều bị lời mục chi hà nói làm chấn động ngay cả những binh sĩ vốn đang kích động lúc này cũng giống như bị định thân pháp bọn họ có chút không rõ đại nhân vì sao đột nhiên nói tới thánh châu vốn không liên quan chút nào lại nói thánh châu là vị trí của thánh điện binh đoàn rất nhiều là nơi phòng bị xâm nghiêm nhất tại quang minh châu vì sao có thể là địa ngục nhân gian lão đường và lão đoàn đều không rõ thánh viêm bọn họ biết rõ thánh châu bọn họ cũng biết nhưng bọn họ không có biện pháp liên hệ hai cái đó với nhau yên tâm chúng ta không phải hạng người làm sát Lão Đoàn trầm giọng nói: "Thánh điện luôn luôn có kế hoạch." Thanh âm Mục Chi Hà có chút bay bổng, như là gió sen lẫn than thở, "Kế hoạch này là xuất phát từ khi Thánh điện nghiên cứu hồn." Mọi người không tự chủ ngừng thở, bọn họ có một loại dự cảm, lời Mục Chi Hà nói kế tiếp nhất định là một bí mật kinh thiên. Thánh điện nghiên cứu hồn thiên hạ đều biết, không phải mỗi bọn họ, ngay cả tiểu hài tử hơn 10 tuổi đều biết rõ, Thánh điện nghiên cứu hồn có trình độ tối cao tại thánh vực. Kế hoạch này, dự tính ban đầu là chế tạo hồn tướng kế hoạch không thuận lợi nhưng sau khi khắc phục rất nhiều trắc trở bọn họ đã thành công bọn họ chế tạo ra vị hồn tướng cường đại đầu tiên đội trưởng của quang minh kỵ sĩ đoàn tô phỉ trong lòng binh lính hoảng sợ nguyên lai lời đồn đại đội trưởng tô phỉ là thật địa vị quang minh kỵ sĩ đoàn cao cả người chấp trưởng quang minh kỵ sĩ đoàn đội trưởng tô phỉ có địa vị vô cùng cao thượng ở trong lòng mọi người sự cảm trong lòng bọn họ càng thêm cường liệt một cơ mật liên quan đến nhiều đại nhân vật như vậy vì sao có thể là bí mật phổ thông sau khi Tô Phỉ được chế tạo ra, nàng biểu hiện phi thường xuất sắc. Năng lực học tập rất cường, phát triển rất nhanh chóng. Tại thời điểm này, một thành quả trọng yếu khác xuất hiện. Thánh điện phát hiện, thánh viêm có thể bằng một loại phương thức đặc biệt sẽ được hồn tướng hấp thu. Phương thức này có thể trong thời gian rất ngắn để cao thực lực hồn tướng. Kế hoạch hoàn mỹ không xuất mẻ. Mục Chi Hà như nói mê sảng, Tô Phỉ trong thời gian rất ngắn, thực lực tăng vọt mấy chục lần, nhảy vọt trở thành võ giả cường đại nhất thánh điện. Nhưng, vấn đề cũng theo đó mà đến, thực lực Tô Phỉ lên tới trình độ nhất định liền gặp bình cảnh, hấp thu thánh viêm không có hiệu quả gì. Thánh điện nghiên cứu mới phát hiện, thực lực Tô Phỉ đã đạt được giá trị giới hạn, muốn đột phá cần hấp thu thánh viêm với một con số rất lớn. Mọi người nghe nhập thần, Mục Chi Hà cảm thụ được thánh viêm chảy trong cơ thể, thản nhiên nói, vì vậy thánh điện bắt đầu mở rộng thánh viêm. Các ngươi hẳn là còn nhớ rõ thời gian lúc đó, thánh điện bắt đầu chế định một loạt kế hoạch Bốn phía rồi đột nhiên an tĩnh lại, những lời này tựa như một đạo thiểm điện bắn chúng bọn họ, trong lòng bọn họ hiện lên một cái suy đoán khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, sẽ không. Sẽ không là vậy đâu, vì sao thánh điện làm như thế? Dường như có thể nghe thấy nỗi sợ hãi trong lòng bọn họ, giọng nói lãnh khốc vô tình của Mục Chi Hà đánh tan một tia may mắn sau cùng trong lòng mọi người, đúng vậy, chính như các người nghĩ. Không thể nào như vậy, thánh điện sao lại làm như vậy, cái này cái này cái này là chẳng còn nhân tính thánh điện điên rồi sao một mảnh yên lặng rồi đột nhiên nổ tung rất nhiều binh sĩ ôm đầu khuôn mặt vô pháp tin tưởng thánh điện là tín ngưỡng của bọn hắn ở trong lòng bọn hắn là thần thánh vô cùng nếu lời này không phải do mục chi hà người bọn hắn xưa nay tín phục nhất nói ra bọn hắn đã xé đối phương thành mảnh nhỏ một mảnh hỗn loạn dần dần an tĩnh lại ánh mắt mọi người lại hướng về phía mục chi hà lúc này không ai còn cảm giác kích động toàn thân lạnh lẽo băng lãnh thấu xương có thể cho bọn hắn đáp án, chỉ có một người đó chính là đại nhân. Khuôn mặt đầy vết máu đỏ tươi của đại nhân lúc này lộ ra khí thức thần thánh quỷ dị, ra trên mặt cơ hồ trong suốt, bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy thánh viêm bạch sắc chậm rãi chảy dưới da. Mục Chi Hà bỗng nhiên nhớ tới ngày đầu tiên mình tiến nhập thánh điện, lúc đó mình mới 12 tuổi, lúc đó đại trưởng lão cũng không phải đại trưởng lão hiện tại. Đó là ngày tràn đầy ánh nắng, đó là một trưởng lão nở nụ cười ấm áp con mắt truyền đến cơn đau đớn kéo lão từ hồi ức trở về hắc ám tàn khốc thánh viêm cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể ngay cả khí thức thần thánh quen thuộc kia đều thấu đến xương thánh điện không phải vì tô phỉ mục chi hà than thở kiên trì thời gian dài thêm nữa thánh điện thiên lộ không ngừng truyền tới nội dung thánh điện nghiên cứu hồn cuối cùng có đột phá thật lớn trong đó một thành quả trọng yếu nhất chính là bọn họ tìm ra biện pháp khắc phục năng lượng ăn mòn cái này có nghĩa hồn tướng có thể có được thọ mệnh lâu cơ hồ là bất tử thân Nghe thấy cái này, lão đoàn đã đại khái đã minh bạch. Ánh mắt hắn phức tạp, đúng vậy, thọ mệnh của hồn tướng là dài dằng dặc. Thế nhưng năm tháng lâu dài a, à, hàng năm dày vò, nhìn không thấy phần cuối, cái loại bi thương này có bao nhiêu người có thể lý giải. Nhìn thân nhân bằng hữu của mình già đi mất đi ngay trước mắt, tĩnh mịch vô biên và sự cô độc kia đau khổ hơn với bất cứ năng lượng ăn mòn nhiều. Khi thời gian dài dằng dặc đến ngay cả người rất yêu thương đều quên mất, ngay cả ký ức tốt đẹp nhất đều bị chôn vùi, ngay cả tín nhiệm và lý tưởng đều mục nát tiêu thất, người vẫn cô độc phiêu đáng tại trên thế giới này, đó là chuyện bi ai đến cỡ nào. Vĩnh sinh, a, à, hắn vô thanh cười khẽ ở trong lòng, mang theo cay đắng và tịch lưu năm tháng, cải tạo người thành hồn tướng, đó là một loại vĩnh sinh. Tuy rằng tô phỉ thành công nhưng không có ký ức, làm thế nào chuyển thành hồn tướng lại có thể bảo trì ký ức trở thành vấn đề mới nhất? Vấn đề này không làm khó thánh điện, chuyện chẳng mấy chốc mà xong. Nhưng cái này dù sao cũng là chuyện vi phạm quy luật tự nhiên có phong hiểm lớn xác suất thành công chuyển hóa hồn tướng rất thấp người đầu tiên thử nghiệm là một người hùng tâm bừng bừng hắn quyết tâm hiến sinh mệnh lâu dài cho thánh điện hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần hắn có đủ thời gian hắn có thể trùng kiến một thánh điện hoàn toàn mới một thánh điện sạch sẽ không có bất cứ tỷ vết gì vì lý tưởng này hắn nguyện ý gánh chịu phong hiểm dù trả giá bằng sinh mệnh cũng không tiếc vô luận là chính hắn hay là của người khác Hắn chính là đại trưởng lão, một mảnh tĩnh mịch, chương 921, báo thù. Toàn bộ binh sĩ và võ tướng, tất cả đều bị cái bí văn kinh thiên này làm cho chấn động mà trợn mắt há mồm. Đúng vậy, nội dung như vậy hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, bọn họ bị quá nhiều thứ làm chấn động. Ngay cả lão đoàn và lão đường cũng bị chấn động, dù bọn họ nghe mục chi hà thuật lại, bọn họ đều có thể nghe ra được sự điên cuồng của đại trưởng lão và sự cuồng nhiệt của lão ta đối với thánh điện. Sau khi lão đoàn chết trở thành hồn tướng, hắn căn bản không ngờ đại trưởng lão vì trùng kiến thánh điện mà chính mình chủ động trở thành hồn tướng buông tha sinh mệnh của mình chịu phong hiểm lớn như thế vì thánh điện hắn thu hồi sự không chấp nhận của mình thu hồi sự trào phúng đối với khát vọng sống mãi của đại trưởng lão bởi vì hắn để tay lên ngực tự vấn nếu là mình thì sao chứ không cần nói có thể vĩnh viễn dẫn dắt nam thập tự binh đoàn chỉ cần có thể thắng được chàng chiến dịch kia hắn đều sẽ không chút do dự không riêng gì hắn lúc đó rất nhiều người binh đoàn đều có thể làm được một điểm này. Sinh mệnh luôn rất chân quý, có ánh năng ấm áp, nhịp tim đập khiến người say mê, ràng buộc lẫn nhau. Năm tháng luôn luôn vô tình, băng lãnh tịch liêu, dài rằng giặc đủ làm người sợ hãi. Nhưng luôn có những chuyện, luôn có những lý tưởng có thể khiến người chiến thắng nỗi quyến luyến đối với sinh mệnh, giúp người có thể chiến thắng sợ hãi đối với thời gian, người không tiếc trả giá tất cả, lao vào vòng tay của nó. Lão đoàn trầm mặc, đại trưởng lão lãnh huyết, nhìn mạng người như rơm rác, điên cuồng không thể thuyết phục, nhưng lão ta chính là lão ta. Người có thể phỉ nhổ lão ta, nhưng người không thể khinh hắn, người có thể không thích hắn, nhưng người không thể xem thường hắn. Cái này là một đối thủ đáng sợ, một người điên cuồng đến mức có thể không để ý tính mệnh mình, một người lãnh huyết không quan tâm mạng người, ở trên chiến trường càng không có chỗ nào cố kỵ, vì thắng lợi chuyện gì đều có thể làm. Hắn thành công rồi, thanh âm mục chi hà giống như nhiễm vị đạo của thánh viêm, có mấy phần uy nghiêm, cái này là cảm giác mọi người quen thuộc, nhưng vào lúc này, ngay cả Mục Chi Hà cũng vô cùng chán ghét và căm hận. Thánh viêm chậm rãi trôi nổi dưới da thịt lão trở nên càng sinh động. Mọi người bị lời Mục Chi Hà nói hấp dẫn, không một ai chú ý xương ngón tay lão bị thánh viêm bao lấy, đang vô thanh hòa tan. Mục Chi Hà vẫn không có cảm giác, xác suất thành công chỉ có một phần mười, nhưng hắn thành công rồi. Hắn trở thành trưởng lão cường đại nhất thánh điện, mọi người đều cúi đầu nghe theo, mệnh lệnh của hắn chính là ý chí của thánh điện vì không để người ta biết hắn đã trở thành hồn tướng hắn du rú trong nhà dùng thánh viêm bao quanh mọi người chỉ cho rằng đại trưởng lão dùng phương pháp đặc thù tu luyện thánh viêm không một ai đoán được phía dưới thánh viêm là một gã hồn tướng trên mặt rất nhiều người hỗn tạp vẻ bừng tỉnh và hoảng sợ cả người đại trưởng lão bao phủ thánh viêm bọn họ đều biết nhưng không ai nghĩ đến trong đó còn có nhiều bí mật như vậy lão đường nhìn mục chi hà quang mang thánh viêm cơ hồ sắp từ trong cơ thể mục chi hà trào ra hắn trầm giọng hỏi, vậy tình huống hiện tại của ngươi là xảy ra chuyện gì? Ta, đó chính là một vấn đề khác rồi. Mục chi hà cô đơn mà cười gượng gạo, bạch quang chiếu vết nhân đầy phong xương trên khuôn mặt lão, thoạt nhìn răng khắp nơi, dị thường quỷ dị đáng sợ, đại trưởng lão nhanh chóng sẽ biết, dù cho hắn có vô tận thọ mệnh, chỉ dựa vào một mình hắn vẫn vô pháp thực hiện ý nguyện to lớn của hắn. Hắn cần có nhiều người cùng chung chí hướng, ta không phải sinh ra trong danh môn, tự nhiên được tìm tới nhưng ta cự tuyệt rồi ta không muốn trở thành hồn tướng cả đời này ta nhất định hiến dâng cho thánh điện nhưng sau khi chết vẫn hy vọng có thể nghỉ ngơi năm tháng quá mức lâu dài khiến ta cảm thấy sợ hãi đại trưởng lão không xử phạt ta nhưng vì phòng ngừa để lộ bí mật hắn lưu lại một chút thứ trong cơ thể ta thứ này hiện tại phát tác có thể cứu chữa không lão đoàn trầm giọng hỏi mục chi hà trước mắt là một đối thủ khiến người tôn kính hắn không hy vọng đối phương chết kiểu như thế lão đoàn là người cổ hủ ở trong quan niệm của hắn nhân vật anh hùng như mục chi hà nên chết ở trên xa trường không nên chết ở dưới u ám quyền mưu không cứu được nữa đâu mục chi hà thản nhiên hắn sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy lão đoàn biết mục chi hà nói chính là đại trưởng lão thánh châu thánh châu thế nào rồi đại nhân ngài vừa mới nói thánh châu sao rồi bỗng nhiên một gã binh sĩ khuôn mặt lo lắng hỏi bên cạnh hắn tất cả binh sĩ khác đều lo lắng người nhà bọn họ đều tại thánh châu trong lòng bọn họ lúc này có dự cảm bất tường. Mục chi hà trầm mặc, lão há miệng, tim như bị đau cắt, lại cái gì cũng không nói ra được. Đại nhân, cầu xin ngài, binh sĩ này quỳ trên mặt đất, bang bang dập đầu, cầu xin, đại nhân, coi như tiểu nhân đi theo ngài lâu như vậy, đại nhân ngài xin nói cho chúng ta biết đi. Đại nhân, toàn bộ binh sĩ binh đoàn Mục chi hà đều quỳ xuống, vẻ mặt cầu xin. Mục chi hà cười thảm, thánh châu, không có thánh châu rồi. Ta biết rõ bọn họ có kế hoạch nhưng ta không biết nội dung cụ thể, ta biết đại khái thôi. Một khi thánh điện đến giờ phút cuối cùng, bọn họ liền sẽ bất chấp tất cả chuyển hóa thành hồn tướng, sau đó. Tại giờ khắc này không khí dường như động lại, thời gian dường như ngừng lại, binh lính thậm chí không dám thở, sắc mặt bọn họ trắng bệch mà nhìn mục chi hà. Sau đó bọn họ sẽ dùng toàn bộ thánh viêm tại thánh châu để tiến hóa. Thanh âm mục chi hà mang theo rung động, mang theo vô tận bi thương, lão không biết mình sao lại còn có sức lực nói ra những lời này. Lão dường như nhìn thấy người nhà của mình hóa thành một đoàn thánh viêm trắng bệch, sau đó bị một hư ảnh nuốt trôi. Tiên huyết nóng hổi dọc theo gương mặt lão chậm rãi nhỏ xuống. Không, binh sĩ khuôn mặt mờ mịt, đầu óc gã trống rỗng, nói năng lộn xộn sẽ không. Chúng ta là chiến đấu vì thánh điện, chúng ta là người của thánh điện A, thánh điện sao lại động thủ với người nhà chúng ta. Cái binh sĩ khác giơ tay ôm đầu, ánh mắt bọn họ mờ mịt, trong mắt một vài người đã bắt đầu toát ra nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Mầm mống bọn họ gieo trong cơ thể ta đã phát động. Ta có thể cảm thụ được Thánh Châu đã không còn rồi, người nhà chúng ta. Mục Chi Hà cười thảm, lão cảm thấy mình thực sự là ngu xuẩn, cống hiến cho thánh điện như vậy mà ngay cả người nhà của mình cũng phải góp vào. Trong lòng lão tràn ngập hối hận, hối hận gia nhập vào thánh điện, hối hận vì thánh điện mà chiến, hối hận liên lụy người nhà. Trong lúc ngẫu nhiên lão đã nghe thấy một ít tin tức tương quan nhưng không để ở trong lòng, bởi vì lão cảm thấy, chỉ cần đại trưởng lão còn có một tia lý trí sẽ tuyệt đối không thực hiện cái kế hoạch này. Thánh Châu là căn cơ của thánh điện, dân chúng ở nơi đây hoặc là tín đồ thành kính, hoặc là gia thuộc nòng cốt của thánh điện. Thánh điện làm như vậy chẳng phải đào chốc đi căn cơ của mình sao? Thánh điện mà tàn hại ngay cả gia thuộc nòng cốt của mình thì có ai dám đi theo, người nào sẽ đi theo? tuy rằng đại trưởng lão điên cuồng nhưng tuyệt đối là một người thông minh tới cực điểm lão ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy là mình ngu xuẩn a à, là mình hại mọi người a à. đáng tiếc mình báo không được thù thánh viêm cuộn trào mãnh liệt từ trong thân thể lão bắn ra trong nháy mắt lão liền biến thành một người lửa trong thánh viêm bạch sắc phần phật mục chi hà cảm giác thân thể của mình càng ngày càng phiêu đáng sự thống khổ vì hồn phách thiêu đốt khiến ý thức lão càng ngày càng mơ hồ lão cổ động một tia sức lực sau cùng hô thật to báo thù báo thù báo thù oanh thánh viêm bùng lên triệt để thôn vệ mục chi hà toàn bộ binh sĩ ngẩn ngơ bọn họ điên cuồng đánh về phía thánh viêm muốn kéo mục chi hà ra lão đoàn lão đường phản ứng cực nhanh vội vàng ngăn cản những binh sĩ không khống chế được tâm tình này binh sĩ binh đoàn mục chi hà phát cuồng bất chấp tất cả bọn họ cầu xin điên cuồng mà cắn xé cơ quan khôi lỗi quyền đấm cước đá bọn họ rơi lệ tầm tã không nên làm bọn họ bị thương lão đường không đành lòng nhắc nhở binh sĩ dưới trướng. Mọi người nam thập tự binh đoàn đều trầm mặc, mặc cho binh lính đối phương bò lên cơ quan khôi lỗi của mình điên cuồng cắn xé, trong lòng bọn họ cũng khổ sở đến cực điểm. Thánh viêm hung mãnh, chẳng mấy chốc mục chi hà bị thiêu đốt sạch sẽ, hỏa diễm không còn một vật. Toàn bộ binh sĩ phát cuồng của binh đoàn mục chi hà đều dừng lại, giống như bị định thân pháp, bọn họ ngơ ngác nhìn thánh viêm trống không. Tiếng kêu rên tê tâm liệt phế lập tức vang lên, binh sĩ bò lên cơ quan khôi lỗi, toàn thân dính đầy khói thuốc súng y phục rách nát lam lũ sự điên cuồng của bọn họ trong nháy mắt tiêu thất bọn họ kêu thảm khóc hô mặc cho thân thể của mình từ cơ quan khôi lỗi ngã xuống ngã giữa đám bụi bặm mặt bọn họ vùi vào bùn đất bàn tay bọn họ gắt gao nắm lấy bụi đất bọn họ khóc hô tên người nhà khóc gọi tên của mục chi hà bọn họ muốn nắm bắt cái gì đó lại chẳng nắm được cái gì bọn họ đấm đánh đầu mình bọn họ cuộn mình lại bọn họ bất lực mà tuyệt vọng bọn họ có thể chấp nhận đột tử xa trường vứt thi hoang dã, đó là chức trách của bọn họ nên chẳng lùi bước. Thế nhưng, người nhà của bọn họ lại trở thành phân bón cho thánh điện, bọn họ bị bi thương và tuyệt vọng vô tận bao phủ. Toàn bộ tín niệm và lý tưởng âm âm sụp đổ, biết được tất cả người nhà của mình đều chết, mắt mở trừng trừng nhìn lão đại mình kính trọng nhất bị thiêu đốt tan thành cho bụi ngay trước mặt mình. Những nam tử làm bằng sắt kinh lịch vô số cực khổ này, không bị chiến đấu đánh bại thế mà triệt để sụp đổ. Lão đường và lão đoàn không hẹn mà cùng lộ ra vẻ không đành lòng, hiện thực tàn khốc như thế một màn thảm như vậy ngay cả ý chí sắt đá như bọn họ cũng khó mà chấp nhận đặc biệt nghe thấy binh lính gào thét tên vợ con người nhà tiếng kêu rên tê tâm liệt phế bọn họ nhịn không nổi phải xoay mặt đi cái này đại khái là chuyện tàn khốc nhất trên đời thực sự quá phát rồ những binh sĩ này tại tiền phương cô độc tác chiến tác chiến vì thánh điện thánh điện lại làm hại người nhà bọn họ lửa giận trước nay chưa từng có tràn ngập trong lòng các tướng sĩ nam thập tự binh đoàn dù cho xong phương trước đây là băm đại trưởng lão thành thịt vụn đồng cảm bọn họ đều là binh sĩ đều đi chinh chiến nên cảm thụ đặc biệt sâu sắc lão đoàn nhìn những chiến sĩ tinh nhuệ nhất bọn họ ánh mắt không động kêu rên không ngừng trong lòng khổ sở cực kỳ không nên như vậy những con người sắt đá tạo ra từ máu và chiến hỏa này không nên như vậy hắn hít sâu một hơi bỗng dưng há miệng quát tất cả đều câm miệng cho ta các binh sĩ đang ngây dại mờ mịt ngẩng đầu các ngươi đã quên nguyện vọng lúc Mục Chi Hà sắp chết sao? Các ngươi đã quên mình gánh vác huyết hải thâm cừu sao? Các ngươi đã quên ai là đầu sỏ gây nên chuyện này sao? Lão đoàn bạo quát toàn trường đều nghe thấy, binh sĩ binh đoàn Mục Chi Hà vốn không động, đột nhiên có quang mang gì đó đang tụ tập. Báo thù, báo thù, báo thù, lão đoàn nhìn khắp toàn trường, đằng đằng sát khí. Chương 922, tìm nơi đột phá. Doanh chướng đại quân vô biên vô hạn liên miên không dứt, Doanh trướng của dã nhân đại quân đa số dựng lên thô giáp, chúng liền thành một mảnh, từ xa nhìn lại tựa như rêu trên cánh đồng tuyết. Gia Á chỉ nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt, tuy rằng thoạt nhìn đại quân thật dọa người, dã nhân biểu hiện thân thể tố chất kinh người, không sợ giá lạnh, trong gió tuyết không thành vấn đề. Nhưng Gia Á cũng không để ở trong lòng, dã nhân có nhiều, chỉ cần vĩ giã quan châu trong tay hắn, hắn tuyệt đối tự tin cự dã nhân ở ngoài cửa. Hắn lo lắng chính là tình huống Thánh Châu, tính tình hắn lãnh đạm, không thích tranh quyền đoạt lợi, tuy rằng xuất thân danh môn nhưng chỉ là tiểu danh môn. Hắn thừa hưởng khí chất của gia tộc, kín tiếng nội liếm, chỉ an tĩnh mà sinh hoạt nên không cho hắn phiền phức gì. Mâu thuẫn giữa thánh điện và hào môn bắt nguồn đã lâu, hắn biết rõ. Nhưng trong con mắt hắn, Quang Minh Châu rất rộng lớn, song phương hoàn toàn có thể cùng tồn tại. Nếu không được, có thể giống như Nam Trinh khuếch trương ra phía ngoài. So với nội đấu, hắn cảm thấy chiến tranh hiển nhiên đơn giản hơn hắn cũng biết mình tại phương diện này thực sự vô cùng ngây thơ cho nên chưa bao giờ thích xa vào trong đó hơn nữa hắn biết rõ vô luận một phương nào thắng lợi cũng sẽ không có gì hắn không chịu được dù sao trình độ và tư lịch của hắn không được chính thống nhưng cuộc sống qua ngày tuyệt đối không thành vấn đề nhưng lần này hắn cảm thấy hào môn liên minh có điểm quá phận hào môn liên minh phát động tại thời điểm mấu chốt có ảnh hưởng lớn đối với nam trinh thậm chí sẽ khiến nam trinh thất bại thảm hại đều là lợi ích ha gia á không kiềm được nhẹ giọng than thở trong mắt người bình thường hào môn liên minh phát động tại thời điểm này là không để ý đại cục thế nhưng ngay cả gia á cũng có thể nhìn ra hào môn không có lựa chọn nào khác một khi nam trinh thắng lợi đại trưởng lão kèm theo đại thắng chịu uy nhất định sẽ tẩy trừ hào môn ngay gia á cũng không hiểu từ lúc nào giữa thánh điện và hào môn lại đến tình trạng không chết không thôi như thế nhưng trong con mắt gia á chuyện hào môn làm ngu xuẩn nhất chính là ám sát chắc điện hạ giống như lời đồn tô phỉ được đại trưởng lão chế tạo ra lời đồn đại khác cũng lưu truyền rộng rãi chắc điện hạ là con tư sinh của đại trưởng lão gia á biết rõ nội tình chắc điện hạ không phải con tư sinh của đại trưởng lão mà là cháu trai ruột là truyền thừa duy nhất của gia tộc đại trưởng lão người biết rõ việc này cực ít gia á vô ý biết được hắn chưa bao giờ nói lộ ra hào môn liên minh ám sát chắc điện hạ bọn họ không biết rằng từ lúc đó đại trưởng lão tuyệt đối không thể nào thỏa hiệp được nữa gia á lo lắng nhất là đại trưởng lão sẽ làm chuyện gì đó không có lý trí tính cách hắn ít lời cho dù là yến hội náo nhiệt hắn cũng chỉ thích nâng một chén rượu ngồi ở trong góc khuất người an tĩnh thường dễ dàng phát hiện một vài chi tiết không khiến người ta chú ý ở trong mắt mọi người đại trưởng lão thần bí quyền uy cơ chí không gì làm không được nhưng gia á lại nhạy cảm nhận thấy đại trưởng lão ẩn giấu sự điên cuồng cực sâu nhớ tới chuyện mục chi hà từng nói với hắn trong lòng hắn càng thêm lo lắng thân nhân duy nhất trên đời bị giết, ngay cả bản thân đại trưởng lão. Gia Á tin tưởng vững chắc rằng con người sống trên đời dù sao cũng phải có ràng buộc, không có bất cứ người nào có ràng buộc lại làm chuyện điên cuồng và không thể thuyết phục. Mà nếu như đối phương là một vị cường giả, hoặc là nắm giữ vô thượng quyền lợi, đó chính là nhân hòa. Suy nghĩ tới đại trưởng lão, Gia Á chỉ có thể cười gượng. Duy nhất khiến hắn tương đối yên tâm là tình cảm và sự thành kính của đại trưởng lão đối với thánh điện, điểm này không mảy may sai. Bỗng nhiên, một gã thuộc hạ thần sắc hoang mang sông tới. Trong lòng gia á bỗng nhiên hiện lên dự cảm bất tường, tên thuộc hạ này là hắn đặc biệt phái đến Thánh Châu thăm dò tình báo, hắn không muốn lún vào nhưng không thể hoàn toàn không biết gì cả. Thuộc hạ đi tới bên cạnh hắn, ghé vào lỗ tai hắn hạ giọng, đại nhân, Thánh Châu đột nhiên bị phong tỏa. Bị phong tỏa, tâm gia á giật này, cái này là lưỡi lê sắp thấy máu A, hắn cũng hạ giọng, ai phong tỏa hạm đội. Thánh Châu có rất nhiều cửa biển, muốn phong tỏa Thánh Châu chỉ có dựa vào con số hạm đội khổng lồ. Không biết, thuộc hạ hiển nhiên dùng tốc độ cao nhất đuổi tới, không nghỉ ngơi chốc lát, thanh âm khàn khàn, là Thánh Viêm, Thánh Viêm vàng kim. Toàn bộ cửa biển đều bị Thánh Viêm ngăn cách, có người thử xông vào, tất cả đều bị đốt thành cho. Khi hắn nói tới câu cuối cùng, nghĩ đến cái hình ảnh đáng sợ kia, thanh âm tự dưng run run. Thánh Viêm, ra á sửng sốt, hắn không ngờ là đáp án này, Thánh Viêm thì khẳng định là Thánh Điện rồi, nhưng thánh viêm sao lại ngăn cách cửa biển. Chờ chút, thánh viêm vàng kim, gia á liền nghĩ đến đại trưởng lão, tại thánh điện người có thể tu luyện thánh viêm đến kim sắc chỉ có đại trưởng lão. Gia á đột nhiên nghĩ đến cao mục chi hà đã từng nói, huyết sắc trên mặt hắn trong nháy mắt tuột sạch sành xanh. Lúc này, thánh châu đã ở tình trạng hỗn loạn, bầu trời phiêu phù vô số thánh viêm vàng kim, hoa mỹ sáng lạn. Trước kia, khí tức thánh viêm luôn luôn khiến người tâm an. Thế nhưng hiện tại, khí thức thánh viêm thần thánh trang nghiêm hơn lại giống như gió mạnh trong trời đông giá rét, khiến người ta cảm thụ được hơi lạnh thấu xương. Mỗi một đóa thánh viêm, chính là một bạch cốt, hào môn liên minh đã ở tình trạng hỗn loạn, bọn họ tu luyện đều là truyền thừa của gia tộc, không tu luyện thánh viêm. Thế nhưng, vô luận là ai, đặt mình trong tại phiến thánh viêm chi hải này đều sẽ cảm thụ được sự nhỏ bé mình, cảm thụ được sinh mệnh mình bé nhỏ không đáng kể lẫn với sự sợ hãi. Bản năng cầu sinh khiến bọn họ liều mạng dãy ruộng. Bọn họ đang không ngừng mà thử các loại biện pháp muốn tìm một tia sinh cơ. Nhưng chỉ cần bọn họ dính vào thánh viêm, liền sẽ như ngọn nến bị đốt cháy. Một khi bị đốt cháy, bọn họ dùng bất cứ biện pháp gì đều không thể dập tắt thánh viêm cho đến khi hồn phách bị thiêu đốt sạch mới kết thúc. Cũng may năng lượng cháo còn có thể có tác dụng, thánh viêm vàng kim uy lực kinh người, mỗi một đóa tắt đi đều sẽ tiêu hao lượng lớn năng lượng. Nhìn thấy thánh viêm vô biên vô hạn, mỗi người đều vàng như đất, tâm tuyệt vọng điều duy nhất khiến bọn họ cảm thấy may mắn chính là những thánh viêm này không có một ai thao túng chúng nó phiêu đãng khắp nơi không mục đích năng lượng cháo còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian bọn họ cũng có thể bảo tồn một tia hy vọng xa vời bạch tuyết thành ngày trước phồn hoa náo nhiệt giờ một mảnh tĩnh mịch không thấy một tiếng kêu rên không một thanh âm tựa như một tòa quỷ thành chỉ có ở gần mai tư phỉ nhĩ đức thương hội mới có một chút sinh cơ đám đường thiên đang nỗ lực thử nghiệm tuy nhiên không như người sống sót khác họ thử nghiệm hồn tướng tìm rõ ý đồ của thánh điện cũng không có nghĩa là có thể chạy được. Bầu không khí phi thường khẩn trương, tất cả mọi người đều biết, nếu như không thể trước lúc địch nhân lớn mạnh tìm ra biện pháp, vậy thì bọn họ gặp nguy hiểm rồi. Thánh điện có thật đặt ý tưởng ở trên hồn tướng hay không, không ai có thể bảo chứng, nhưng thời điểm này không một ai nghi ngờ. Lúc này đường thiên cũng quả quyết, không chút do dự đặt tất cả lợi thế ở trên hồn tướng. Tiểu man và A tín tỉ mỉ cảm thụ thánh viêm, thánh điện tốn hao thế trận lớn như thế, thậm chí không tiếc dùng nhiều mạng người như vậy, thánh viêm nhất định có tác dụng vô pháp thay thế được trong kế hoạch. Thánh viêm có thể lớn mạnh hồn tướng, cái suy đoán này dễ dàng liên tưởng đến nhất. Hồn tướng dưới trướng tiểu man, đa số tâm trí thấp tuy rằng có thể nghe hiểu được mệnh lệnh, nhưng để tự bọn họ đi thử nghiệm cảm mộ đó là đàn gảy tai châu. Chỉ có thể là hai người tiểu man và A tiến tới phá giải bí mật thánh viêm. Thần trang binh đoàn đang toàn lực chống đỡ phòng hộ cháo, hoàn toàn trở thành cu ly. Tuy nhiên cái này cũng là chuyện không khác được, không có năng lượng cháo bảo hộ mọi người đều nguy hiểm. Cũng may tuy rằng đám người cát trạch đối với năng lượng cháo dùng không nhiều, nhưng bọn họ đã bắt đầu từ từ quen làm thế nào điều động pháp tắc tuyến tại hoàn cảnh năng lượng mật độ cao. Bọn họ rất nhẹ nhàng tạo năng lượng cháo, nhưng một lát sau, bọn họ liền bắt đầu trở nên không thoải mái. Mật độ năng lượng đang hạ thấp, cát trạch hú lên quái dị, không đúng. Thánh viêm đang chuyển hóa năng lượng thuộc tính khác thành năng lượng quang minh. Sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng hơn, thánh điện xuất thủ quả nhiên là vòng nọ xích vào vòng kia, căn bản không lưu cho người khác cơ hội. Thánh viêm đem năng lượng phân ly trong không trung chuyển hóa thành năng lượng quang minh, không những suy yếu địch nhân còn có thể lớn mạnh chính mình, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Cho dù là đám cắt trạch, một khi không có năng lượng, đơn thuần dựa vào pháp tắc phòng ngự thì quá cật lực. Bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng, mọi người đều cảm thụ được áp lực cực lớn. Tư mã tiếu cắn răng gọi câu ngọc gia nhập vào hàng ngũ phá giải thánh viêm. Khí tức câu Ngọc Âm Nhu hoàn toàn tương phản với khí tức quang minh của Thánh Viêm, câu Ngọc e sợ Thánh Viêm từ bản năng. Nhưng đến lúc này, thêm một phần lực lượng đều trở nên rất trọng yếu. Tư Mã Tiếu hạ quyết tâm, đưa ra mệnh lệnh cho câu Ngọc. Câu Ngọc nhìn hắn một cái, con mắt quyến rũ câu hồn lúc này giống như một làn thu thủy sâu rộng. Nàng không nói gì thêm, xoay người bay tới một luồng Thánh Viêm. Một cái thoáng nhìn của câu Ngọc kia, tựa như chém một đao ở trong lòng Tư Mã Tiếu, trong lòng hắn khổ sở đến cực điểm cắn chặt môi, nỗ lực khiến nước mắt mình không chảy xuống. Khi tại tròm sao bò gặp, câu ngọc trợ giúp hắn ngồi lên thiên hạt vương vị, nhưng ở trong lòng hắn khi đó câu ngọc chỉ là một công cụ, một công cụ tốt. Nhưng đến sau khi tới tội vực, câu ngọc càng thêm linh động, hắn và câu ngọc sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm đã khác rồi. Nhưng thời điểm này, thêm một phần lực lượng đều là tốt a. À. Thánh viêm đường thiên không giúp được gì, hắn liền chuyển sự chú ý đặt ở một điểm then chốt khác, hắn nghiên cứu trụ phán xử trụ phán xử không chỉ có thể phong tỏa toàn bộ thánh châu còn có thể cầm cố bầu trời khiến người ta vô pháp phi hành ở trong chiến đấu có thể phi hành hay không rất then chốt vô pháp phi hành vậy có nghĩa ngay từ đầu liền ở vào hoàn cảnh xấu hơn nữa là hoàn cảnh cực xấu đối phương hoàn toàn có thể bế nghĩa từ trên cao nhìn xuống ầm ầm dội đánh bọn họ nếu như có thể đánh vỡ khả năng cầm cố của trụ phán xử bọn họ có thể phi hành đối với chiến đấu có ảnh hưởng sâu xa Đường thiên cẩn thận né tránh thánh viêm phiêu đãng bốn phía, đi tới bên cạnh trụ phán xử. Kim sắc hỏa trụ thô to, thẳng nhập tận trời, đi tới gần có thể cảm thụ được nó cao vút. Đường thiên nhanh chóng có phát hiện, tới gần hỏa trụ, khí thức thần thánh trang nghiêm độc hữu của thánh viêm nhạt hơn rất nhiều, thay vào đó là một loại khí thức khá đặc thù khác dao động. Đường thiên nhịn không được di một tiếng, loại dao động đặc thù này làm hắn cảm nhận được một chút quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó. Đường thiên vắt hết óc, liều mạng tìm kiếm trong đầu óc, nghĩ xem mình đã gặp ở nơi nào. Hắn có dự cảm, đây là điểm đột phá. Chương 923, khốn cảnh. Cuối cùng Đường Thiên Minh bạch cảm giác quen thuộc kỳ lạ kia xuất phát từ cái gì? Phong Cấm Hoàn. Phong Cấm Hoàn là sau khi Đường Thiên Tiến nhập Quang Minh Châu, cái chiêu thức đầu tiên khiến hắn cảm thấy hứng thú. Phong Cấm Hoàn do thủ lĩnh hộ vệ Hán khắc của Claudia sáng chế, ở khắp thánh vực thanh danh Hán khắc không nổi, nhưng phong cấm hoàn do hắn sáng chế có điểm rất thần diệu. Khiến đường thiên sáng ngời. Cải biến mật độ không khí do đó đạt được mục đích cầm cố. Hạ thấp hoạt tính năng lượng, hình thành hiệu quả tương tự ao đầm. Hai loại hiệu quả chồng lên nhau đối phó võ giả thánh vực rất hữu hiệu. Đường Thiên nghiên cứu và lợi dụng nó lại càng lớn mật sáng ý, hắn có thể tại bốn phía thân thể mình hình thành một cái tương tự phong cấm hoàn, ngăn cách năng lượng của mình dao động. Hắn dùng phong cấm hoàn do mình lĩnh ngộ, xuất quỷ nhập thần giống như u linh trên chiến trường. Lấy thực lực đường thiên hiện tại địch nhân làm hắn phải dùng phương thức như vậy để chiến đấu là phi thường hiếm thấy. Cho dù là thánh điện, phương diện thực lực cá nhân có thể vượt hắn, đếm được trên đầu ngón tay. Hắn nghiên cứu phong cấm hoàn, càng thêm hứng thú đối với sự sáng ý của nó, số lần sử dụng rất ít không có mấy. Cho nên khi hắn nghiên cứu trụ phán xử thì ngay từ đầu chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện phong cấm hoàn. Hơn nữa uy lực hai cái hoàn toàn không cùng một cấp bậc, khi đường thiên bị phong cấm hoàn cầm cố thì kỳ thực vẫn khá thong dong hắn thăm dò uy lực trụ phán xử thì áp lực kinh khủng từ bầu trời đè ép xuống khiến hắn cảm thấy sợ hãi hiện tại lực lượng có thể khiến đường thiên cảm thấy sợ hãi đã phi thường hiếm thấy phong cấm hoàn sáng tạo nhưng về bản chất lực lượng không có điểm gì đáng tán dương có thể nói hai lực lượng hoàn toàn ở hai cấp bậc khác nhau nhưng khi đường thiên liên hệ hai cái với nhau thì lập tức phát hiện một ít điểm tương đồng đương nhiên trụ phán xử phức tạp hơn phong cấm hoàn nhiều nhưng về ý nghĩa nào đó mà nói một vài nguyên lý của hai cái có điểm rất chung. Có kinh nghiệm hóa giải phong cấm hoàn, đường thiên nhanh chóng có thu hoạch. Tỷ như hắn nghe từ đầu cho rằng, cái bộ hệ thống phong cấm này là do có trụ phán xử và thánh viêm chuyển động trên bầu trời cấu thành, nhưng hiện tại hắn không bám vào phán đoán này nữa. Bộ hệ thống phong cấm này của thánh điện do ba bộ phận cấu thành, trụ phán xử, thánh viêm chảy trên bầu trời và với thánh viêm phiêu phù trên không trung. Khoảng 500 trụ phán xử là bộ khung của bộ hệ thống phong cấm này, cũng là cơ sở tác dụng trọng yếu nhất không phải là cung cấp thánh viêm, mà là cộng minh. Cộng minh giữa các thánh viêm, khoảng 500 hỏa trụ thánh viêm, đồng thời cộng minh khiến dao động sản sinh ra bao phủ toàn bộ thánh châu, cái này cũng là vì sao có thể hình thành màn lửa bao phủ toàn bộ bầu trời thánh châu. Đường thiên không thể không bội phục đại trưởng lão, khu vực thánh châu rộng lớn như thế mà muốn hoàn toàn phong tỏa, phương vị của 500 hỏa trụ phi thường then chốt. Phương vị mỗi một cây hỏa trụ đều cần tỉ mỉ lựa chọn, cái này thuyết minh thánh điện đã có kế hoạch từ lâu. Kế hoạch lãnh huyết khổng lồ như thế đâu phải là cử chỉ xung động, mà là suy nghĩ cặn kẽ, bước nọ kết nối bước kia. Tâm tính tàn nhẫn lãnh huyết của đại trưởng lão khiến người ta không rét mà run. Cái này cũng là vì sao ngay lúc đầu đại trưởng lão phát động, lão ta liền vững vàng nắm giữ quyền chủ động chiến trường. Bởi vì hỏa trụ cộng minh sản sinh ra dao động, thánh viêm từ hỏa trụ bắn lên bầu trời không tiêu tán mà chảy trên bầu trời, hình thành một tầng màn lửa. Tương tự màn lửa cũng không khó, chỉ cần binh đoàn thực lực không kém là có thể làm được. Nhưng bao phủ chọn một châu giống như vậy, lại là châu khổng lồ như Thánh Châu, đường thiên chưa từng nghe thấy. Ngay cả Thánh Viêm phiêu phù dày đặc chi chít trên không, cũng là một mắt xích trọng yếu trong hệ thống phong tỏa, là sát chiêu đại trưởng lão thầm chôn Ngay từ đầu đường thiên cho rằng chúng nó chỉ là chất dinh dưỡng cho hồn tướng. Sau lại mới phát hiện, mình quá coi thường đại trưởng lão. Những thánh viêm này đang cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa năng lượng thành năng lượng quang minh, đối với hào môn đệ tử tu luyện truyền thừa của gia tộc mà nói, cái này có nghĩa năng lượng bọn họ có thể chi phối đang từ từ giảm thiểu, có tác dụng hạ thấp năng lượng hoạt tính giống hệt của phong cấm hoàn. Không thể không thừa nhận, bộ cấu tứ này không có kẽ hở, hoàn chỉnh mà nghiêm mật. Một kẻ điên không đáng sợ, đáng sợ chính là một kẻ điên cẩn thận. Trên thực tế, hào môn liên minh đã không có cơ hội lật bàn, bọn họ không ngờ được, lúc bọn họ còn chưa có kế hoạch hay ho thì địch nhân của bọn họ đã trăm phương ngàn kế mưu tính làm thế nào mới có thể quét sạch sẽ bọn họ thánh viêm dày đặc chi chít đang không ngừng chuyển hóa năng lượng trong không khí thành năng lượng quang minh năng lượng trong không khí có thể lợi dụng càng ngày càng thưa thớt binh đoàn đám tang nước lạp đang cấp tốc gia tăng tổn thất bọn họ cảm thấy mình tựa như cá rời mặt nước cảm thấy hít thở không thông năng lượng cháo bình thường thoải mái lúc này dị thường trầm trọng và chắc trở tại thánh vực dư thừa nồng nặc năng lượng hơn 99% người chưa từng cảm thụ năng lượng thưa thớt. Chiêu này của đại trưởng lão có thể nói là rút củi dưới đáy nồi, bắn trúng điểm yếu hại của bọn họ, bọn họ hoàn toàn tìm không ra biện pháp ứng đối. Kẻ nhát gan đã bắt đầu khóc, trang diện thánh viêm thiêu đốt đả kích sĩ khi phi thường chín mạng. Sơ hở duy nhất của đại trưởng lão đại khái chính là không tính tới chuyện nhóm người đường thiên xâm nhập. Đám đường thiên đưa biến số cho cái kế hoạch hoàn chỉnh mà chặt chẽ này. Đám đường thiên đồng dạng cũng cảm thụ được áp lực cực lớn, thời gian trôi qua, cục diện sẽ trở nên càng ngày càng bất lợi với bọn họ. Nếu như bọn họ không thể tại trước lúc đại trưởng lão dưỡng ra hồn tướng phá giải thành công bí mật của Thánh Viêm, vậy thì bọn họ xong đời rồi. Dù cho đường thiên là cái gia hỏa địch nhân khắp thiên hạ, vừa nghĩ đến những thánh viêm dày đặc chi chít vô hạn trên bầu trời này bị một đám hồn tướng hấp thu, ra đầu hắn cũng tự dưng tê giải. Lực lượng tương đương với toàn bộ dân chúng thánh châu tụ tập tại trên thân mấy chục mấy trăm người, cuối cùng sẽ hình thành quái vật dạng gì. Đường thiên vô pháp tưởng tượng, tại thời điểm này đường thiên không kịp suy nghĩ những điều này, hắn gặp phiền phức. Một bộ hệ thống phong tỏa thánh châu này hắn đại khái biết rõ ràng, nhưng hắn phát hiện mình lại thúc thủ vô sách. Bộ hệ thống này của đại trưởng lão cao minh hơn phong cấm hoàn ở chỗ dùng số lượng thánh viêm thực sự quá kinh khủng. Lượng biến đạt đến mức chất biến, bất cứ thứ gì một khi số lượng đạt đến một cái giá trị giới hạn liền phát sinh biến hóa về chất, huống chi là thứ nguy hiểm như thánh viêm cao dai giữa hỏa trụ và hỏa mạc có rất nhiều chỗ không hoàn mỹ nhưng rất nhiều thánh viêm chen vào những chỗ không hoàn mỹ này triệt để nhấn chìm đường thiên đột nhiên phát hiện toàn bộ vấn đề trở lại điểm xuất phát thánh viêm nếu không phải bị vây khốn ở trong đó đường thiên đã sớm quay đầu bỏ chạy thánh viêm vàng kim uy lực bất phàm nếu như chỉ một đấu một thánh viêm lợi hại thế nào đường thiên cũng không chút lo lắng nào nhưng thánh viêm ở trước mắt là từ sinh mệnh toàn bộ thánh châu biến thành minh mông như biển rộng không một ai có thể chống lại nhiều thánh viêm như vậy, nó chính là một biển rộng, một cơn sóng đánh tới, đường thiên liền sẽ thành cho bụi mai một. Mà nếu như những thánh viêm này nổ tung, toàn bộ thánh châu đều sẽ tan thành cho bụi. Uy lực của nó ngay cả năng lượng hải có thể dung nạp vạn vật cũng vô pháp dung nạp, năng lượng hải sẽ bị đốt cháy, nổ tung cùng với năng lượng không khống chế được sẽ hình thành một trận biển gầm siêu cấp năng lượng chưa bao giờ có, quét ngang toàn bộ quang minh châu. Cuối cùng có bao nhiêu châu có thể tránh thoát một kiếp này chẳng ai biết được. Chỉ nghĩ đến tràng diện như vậy đã khiến người ta sởn tóc gáy. Đường thiên hít sâu một hơi, hắn bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Lần trước khi cảm thấy khẩn trương là lúc nào, hắn đã không nhớ rõ. Nhưng hiện tại, hắn thực thực sự cảm thấy khẩn trương, tuy rằng hắn biết rõ đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không kích nổ những thánh viêm này, nhưng thánh viêm vô số như thế kia chỉ e đại trưởng lão cũng vị tất có thể điều khiển được. Được rồi, mình nghĩ linh tinh đi đâu thế, cư nhiên lo lắng thay đại trưởng lão làm gì. Đường thiên tự cười diễu, nhưng Khẩn Trương trong lòng giảm bớt một ít. Hắn bắt đầu lại trở nên chuyên chú, vứt bỏ toàn bộ tạp niệm. Thánh viêm thì thánh viêm, thứ ngạc nhiên cổ quái gì đó mình đã gặp rất nhiều rồi, đâu phải chỉ là thánh viêm. Lúc trước bởi vì giao thủ cùng với Quang Minh kỵ sĩ, Đường Thiên đã nghiên cứu thánh viêm. Thánh viêm là hỏa diễm do năng lượng quang minh tinh thuần dựng dục mà ra, tại thánh điện đối với tu luyện thánh viêm cũng có yêu cầu tương đối nghiêm ngặt. Nơi này là Thánh Châu, vị trí của thánh điện là trung tâm của toàn bộ Quang Minh Châu. Đa số dân chúng ở nơi đây có liên quan thánh điện mới có thể được tu luyện thánh viêm. Tại châu khác, thánh viêm không được phổ biến như thế. Tại Lễ Noel, thánh viêm được xem là biểu tượng cho thành kính, được coi là lực lượng tinh thuần nhất thần thánh nhất, sát chiêu, chiến pháp xoay quanh thánh viêm là một hệ thống cực kỳ khổng lồ. Thánh viêm là do năng lượng dựng dục ra, nó là năng lượng sao? Hay là một loại pháp tắc? Đường Thiên Trầm tư, hắn ngồi xuống bên cạnh hỏa trụ bầu không khí trong mai tư phỉ nghĩ đức thương hội dị thường khẩn trương. Thần trang binh đoàn đang đau khổ chống đỡ năng lượng cháo, nhưng áp lực càng lúc càng lớn, các đội viên đều lộ ra trạng thái mệt mỏi. Cát trạch vừa nhìn tình thế không ổn, cắn răng nói cứ như vậy không phải biện pháp. Người có biện pháp nào? Phù chính chi đang thở dốc, thiên phú thực lực của hắn kém hơn cát trạch rất nhiều, tuổi cũng lớn hơn cát trạch. Hiện tại hắn cảm thấy mình giống như chẳng còn gì. Pháp tắc chi lực tiêu hao quá lớn, khí huyết trong cơ thể trở nên sao động, bắt đầu có chút dấu hiệu không khống chế được tình huống cát trạch tốt hơn phù chính chi không ít còn có thể suy nghĩ năng lượng khác đang giảm thiểu năng lượng quang minh nhiều chúng ta có thể lợi dụng năng lượng quang minh hay không phù chính chi sửng sốt hắn bị cái ý nghĩ viễn vông này của cát trạch làm cho sửng sốt thiên huệ đứng bên nghe thấy những lời này con mắt sáng ngời ngươi có ý nghĩ gì lúc này cát trạch cũng không quản nổi cái khác quang minh pháp tắc là cái gì ta không rõ ràng lắm nhưng nó nhất định cũng có pháp tắc, có quan hệ với quang pháp tắc hay không? Tiểu Diệu, người tu luyện chính là quang pháp tắc đúng khôn. Đội viên được gọi là Tiểu Diệu cười khổ đáp, lão đại, ta tu luyện chính là quang pháp tắc, nhưng không có quan hệ gì với quang minh pháp tắc a. À. Không thử một lần làm sao biết được, các trạch không chút do dự nói, đến lúc này hắn chỉ có thể còn nước còn tát, không quản được nhiều, thật bất đắc dĩ. Tiểu Diệu cũng biết tình huống nguy cấp, duy trì năng lượng cháo cần pháp tắc chi lực đang kịch liệt tăng lên nếu còn tiếp tục như vậy, bọn họ chỉ có thể kiên trì được nửa canh giờ, năng lượng cháo liền sẽ nghiền nát, mọi người liền sẽ bị thánh viêm nhấn chìm. Bị thánh viêm dính lên thảm cỡ nào, trong lòng bọn họ cũng run rẩy. Quản không được nhiều như vậy, tiểu diệu la lên, ta sẽ thử xem, một mình ta không được, hai người tới giúp ta với. Cát trạch lập tức hô, tới năm người, năm đội viên còn dư lực đi tới bên cạnh tiểu diệu, nhân số giảm thiểu, khiến năng lượng cháo run lên, đội viên đang duy trì năng lượng cháu chỉ cảm giác toàn thân trầm xuống, áp lực lại lớn hơn mấy phần. Tất cả ánh mắt mọi người đều hướng tới mấy người tiểu diệu. chương 924, Hồn tướng Tân Sinh. Khi một cái quang kén sau cùng nứt ra, một gã hồn tướng khôi ngô chậm rãi đi ra. Hắn đi tới trước đại trưởng lão, cúi dạp xuống, trầm giọng nói, đại trưởng lão. Đại trưởng lão thỏa mãn gật đầu, nhìn 12 hồn tướng trước mặt, lão ta phi thường thỏa mãn. Tình huống so với lão ta tưởng tượng tốt hơn không ít, Thực lực cá nhân quang minh kỵ sĩ mạnh mẽ, Thánh Viêm cũng tu luyện đến cảnh giới tương đối thâm thúy, xác suất chuyển hóa thành công càng cao hơn lão ta mong muốn. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là 12 quang minh thánh kỵ sĩ của thần điện. Đại trưởng lão hài lòng thỏa dạ, phấn chấn hăng hái. 12 danh hồn tướng tuy rằng thoạt nhìn số lượng không nhiều, nhưng bọn họ đều bảo lưu linh trí, mỗi một người đều có thể một mình đảm đương một phương. Bọn họ sinh tiền là quang minh kỵ sĩ tinh nhuệ nhất, mỗi người đều trải qua tầng tầng sàng lọc mỗi người tài hoa hơn người, vô luận là thực lực cá nhân hay là tu dưỡng chiến đấu, mỗi người đều nổi bật. Chuyển hóa thành hồn tướng, tài năng bọn họ đều bảo lưu, mà thực lực sẽ tăng lên mấy chục lần. Bọn họ sẽ trở thành hạch tâm chân chính của tân thánh điện, trở thành người hầu và thuộc hạ trung thành nhất của lão. Quang minh trên trời, 12 hồn tướng không người thăm hỏi, ta đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho các ngươi, các ngươi có thể ăn no nê. Thanh âm đại trưởng lão xuyên thấu qua thánh viêm, giống như đang nói một chuyện bình thường vô cùng. Tô phỉ đứng bên toàn thân có điểm phát lãnh, khi vị hồn tướng đầu tiên từ trong quang kén đi ra, nàng liền phát hiện chỗ dị thường. Mỗi một danh hồn tướng đều không nhận ra nàng, không một ai liếc nhìn nàng một cái. Điều này quá lạ lắm, mỗi người bọn họ đều là tự tay nàng chọn lựa, là chính tay nàng bồi dưỡng, tình cảm của bọn họ và nàng thâm hậu đến cực điểm. Thế nhưng, hiện tại bọn họ nhìn nàng tựa như nhìn không khí. Tâm nàng trầm đến đáy cốc, vẫn trầm mặc không nói một lời. Từ hôm nay trở đi, các ngươi là thần, thần của thánh điện. Các ngươi phải nhớ kỹ, ý nghĩa các ngươi tồn tại chỉ có một, đó chính là nghe mệnh lệnh của ta. Buông bỏ những tâm tình không có bất cứ ý nghĩa gì trước đây của các ngươi, sự thương hại buồn cười, còn cả những điều thiện lương rẻ rúng nữa. Các ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có quang minh mới là vĩnh hằng, ngoài quang minh đều là địch nhân. Ý chí của quang minh không cho phép làm trái, bất cứ do dự đều là khinh nhờn. Chúng ta phải thành lập thánh điện hoàn toàn mới, quang minh thế giới trước nay chưa từng có, không một ai có thể ngăn cản chúng ta. Chúng ta chắc chắn vĩnh hằng, mỗi một chữ của đại trưởng lão đều tràn đầy mãn uy nghiêm vô thượng, ở trước mặt lão ta 12 danh hồn tướng cúi đầu lắng nghe. Thân thể Tô Phỉ không tự chủ run nhẹ nhẹ, không biết vì sao, một màn trước mắt khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Đại trưởng lão lớn tiếng nói, đi thôi, đi hưởng thụ thịnh yến quang minh, hưởng thụ quá trình thành thần. Mấy ngày nay, các ngươi sẽ cả đời khó quên. A, à, xin lỗi, các ngươi đã không cần dùng hai chữ cả đời này rồi. Mười hai danh hồn tướng cung kính hành lễ, nối đuôi nhau ra ngoài. Bọn họ không nhận ra ta, bỗng nhiên Tô Phỉ thốt lên. Đại trưởng Lão Thuận miệng đáp, bọn họ chỉ cần nhớ kỹ những gì bọn họ cần phải nhớ kỹ. Về sau sẽ nhận ra, Tô Phỉ không nói nữa, nàng không biết nên nói cái gì, chỉ là cảm thấy lạnh lẽo. Không thể nói là khổ sở, chỉ là có điểm lạnh, chắc không còn rồi. Quang minh kỵ sĩ đoàn chỉ còn lại có 12 hai người, bọn họ biến thành hồn tướng, nhìn nàng tựa như nhìn người xa lạ vì cái gì lạnh như thế mình là hồn tướng a có lẽ vài thứ kia vốn không phải thứ mình có thể có được cho nên bị chết mới là số mệnh ngươi không cần thủ ở đây nữa đại trưởng lão trong hỏa quang nhìn nàng một cái cảm thấy hiện tại tô phỉ tựa hồ có chút không ổn lão ta suy nghĩ một chút nhẹ nhàng bảo ngươi yên tâm bọn họ chỉ vừa mới trở thành hồn tướng căn bản còn yếu tạm thời bọn họ còn do ngươi chỉ huy ngươi cũng phải tiết kiệm thời gian đừng để bị bọn họ đuổi theo bọn họ là thuộc hạ của ngươi khi trước Bị bọn họ vượt lên, người cũng đừng khóc nhè. Câu cuối cùng đại trưởng lão còn không quên đùa một chút, có thể thấy tâm tình của lão ta không tệ. Vâng, tô phỉ thấp giọng đáp, rồi đi ra ngoài. Đi ra thánh điện, thánh điện ngày trước náo nhiệt, bây giờ không có một bóng người, tịch lưu trống trải lạ lùng. Nàng dừng lại, nhìn thánh điện trống không, nhịn không được than thở. Nàng không ngờ, ngay cả người cũng không còn nữa, thánh điện như vậy dù cho trùng kiến lại còn có ý nghĩa gì. Những khuôn mặt quen thuộc trước kia không thấy nữa tâm tình nàng suy sụp bước chân vội, một khắc nàng cũng không muốn dừng lại. Có lẽ thánh điện sẽ trùng kiến, đúng vậy, tựa như đại trưởng lão nói, đó là tân thánh điện, thánh điện đó không có bất cứ quan hệ gì với mình. Nếu như mình cùng chắc đồng thời ly khai thế giới này thật tốt bao nhiêu, tô phỉ yên lặng suy nghĩ. Chiến hữu sóng vai chiến đấu nhiều năm thoát khỏi quang kén thì ánh mắt xa lạ, khiến nàng minh bạch nàng lại mất đi một thứ rất chân quý khác. Chắc không còn nữa, quang minh kỵ sĩ đoàn tiêu thất, bọn họ không nhận ra mình rồi, Lý do mình còn sống ở thế giới này chỉ còn một cái sau cùng." Tô Phỉ Yên lặng cười nhạo mình, "Mình thực sự tình nguyện, cái gì mà sống ở thế giới này, một gã hồn tướng lại có tư cách gì nói chữ như vậy?" Nàng đi ra thánh điện, sự nhộn nhịp của thánh điện biến mất, đường phố bận rộn trước đây giờ nhìn không thấy bóng người. Đang đang đang, tiếng chuông du dương vang lên từ sâu trong thánh điện, đó là chuông báo giờ của thánh điện. Trước đây, chỉ cần tiếng chuông vang lên, trên đường phố sẽ có rất nhiều người đi đường ngẩng đầu khuôn mặt kính ngưỡng, bọn họ thành kính cầu khẩn. Thế nhưng, cái gì cũng không còn nữa, chỉ còn lại có thánh viêm. Thánh viêm trên bầu trời nhìn như hoa tuyết lơ lửng, lại như từng đóa bồ công anh bị gió thổi bay, trông rất đẹp mắt. Nàng ngơ ngác nhìn bầu trời, cảm thấy mình thực sự là ác tâm. Năng lượng hải ngoài thánh châu, vây đầy chiến hạm và thương đội. Mọi người nóng lòng như lửa đốt, đấu tranh giữa thánh điện và hào môn, bọn họ cũng có nghe thấy, nhưng bọn họ trăm triệu lần không ngờ, thánh châu bị phong tỏa thánh viêm kim sắc giống như quái thú đáng sợ chiếm giữ cửa biển. Ngay từ đầu còn có không ít chiến hạm, ỉ vào sức phòng hộ suốt chúng cố tình phá vào. Nhưng liên tục hơn 10 chiếc chiến hạm hóa thành cho tàn thì không còn có ai dám xông vào nữa. Một vài người còn chờ đợi có ai ra giao thiệp, vô luận là ai chiếm thượng phong cũng phải có người ra nói chuyện. Nhưng bọn họ chờ ngày chờ đêm, đến bây giờ vẫn không có bất cứ kẻ nào đi ra giao thiệp với bọn họ. Mọi người tức thì càng thêm nóng lòng như lửa đốt, người nhà bọn họ đều tại Thánh Châu, bên trong Thánh Châu bây giờ rốt cuộc là tình huống gì, người nhà của mình có khỏe không? Lại có vài người chẳng thể chờ được nữa rồi, bọn họ liên hợp lại cải tạo ra một chiếc chiến hạm thuần túy phòng thủ, muốn xông vào Thánh Châu. Lần này kiên trì hơn lần trước được một ít, nhưng vẫn bị Thánh Viêm đốt thành cho bụi, không ai sống sót. Lần này, không còn có ai dám xông vào nữa, toàn bộ cửa biển tại Thánh Châu đều bị vây chật như nêm cối. Khi đỗ khắc chạy tới thì thấy một màn như vậy, chiến sự Hoang Châu đã kết thúc, Lúc này Quang Minh Châu không một ai nghĩ đến cái ngóc ngách hẻo lánh kia. Không có chiến sự, một thân thoải mái Đỗ Khắc liền dứt khoát động thân, đi tới Thánh Châu trợ giúp Đường Thiên. Kiến thức của Đỗ Khắc hơn người, tương đối có mưu lược, khi Thánh trung đập vang, hắn liền đoán được Đường Thiên rất có khả năng sẽ đi tới Thánh Châu. Đỗ Khắc cũng tràn đầy hứng thú đối với Thánh Châu, Thánh Điện là tử địch của bọn hắn, Thánh Châu là đại bản doanh của Thánh Điện, hắn cũng muốn tìm hiểu. Tâm tư Đỗ Khắc nổi lên, liền suốt đêm xuất phát thực lực cá nhân hắn cường hãn vô cùng, là một gã cường giả duy nhất ở tội vực lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực, hắn có đủ sức lực và tự tin. Toàn bộ thánh vực, người có thể cấu thành uy hiếp đối với hắn ít lại càng ít. Dù cho gặp tình trạng gì, cùng lắm thì chạy là được. Nếu là hắn muốn chạy trốn, không ai có thể bắt được hắn. Hắn hứng thú bừng bừng chạy tới Thánh Châu thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật nảy mình, chiến hạm thương thuyền dày đặc chi chít chen chúc vô cùng tuy nhiên khi hắn phát hiện thánh viêm ở cửa biển thì tâm tình sao động lập tức an tĩnh lại nhất là mấy chiếc chiến hạm bị đốt thành cho sắc mặt hắn càng thêm nghiêm trọng đỗ khắc là người biết hàng thánh viêm vàng kim tuy rằng lần đầu tiên trông thấy nhưng có thể nhìn ra được nó bất phàm hắn nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề khác đám đường thiên ở bên trong thế nào rồi nghĩ đến cái này hắn lập tức quyết định đi vào dò xét cẩn thận ở trong lòng đỗ khắc hắn cảm thấy đường thiên là có ân tình lớn lao đối với toàn bộ tội vực không có Đường Thiên, hiện tại bọn họ đừng nghĩ ly khai tội vực. Đỗ Khắc là người lỗi lạc, hắn tự giác thừa nhận ân tình của Đường Thiên nên luôn luôn suy nghĩ hồi báo. Sau lại hắn lựa chọn gia nhập vào trận doanh của Đường Thiên cũng là có mấy phần ý tứ này. Nhưng khiến Đỗ Khắc cảm thấy bất đắc dĩ chính là, bọn họ không những không trợ giúp được Đường Thiên cái gì, trái lại nhiều lần được Đường Thiên chiếu cố, nhân tình càng lúc thiếu càng nhiều. Sau này, Đỗ Khắc chết lặng rứt khoát phất vấn đề này ra đằng sau, không nói cái gì hồi báo Đường Thiên nữa. Nhưng chàng diện trước mắt khiến hắn ý thức được, đường thiên rất có khả năng rơi vào nguy hiểm, tức thì hắn vô pháp ngồi xem. Cường giả thực lực đến cảnh giới như hắn, chưa bao giờ làm trái bản tâm mình. Đỗ khắc trước tiên liền hạ quyết tâm, vô luận trả giá đắt thế nào cũng phải bảo chứng đường thiên an toàn, dù cho mình trả giá cái mạng này hắn cũng tuyệt đối không do dự. Tuy nhiên đỗ khắc không lỗ máng, hắn không gấp gáp nôn nóng chạy vào. Đầu tiên áp sát cửa biển, âm thầm nghiền ngẫm những hỏa diễm kim sắc cổ quái mà đáng sợ này. Đỗ Khắc rốt cuộc là tuyệt thế cường giả đã lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực, lý giải đối với pháp tắc, lý giải thế gian vạn vật hơn xa người thường. Hắn thậm chí lớn mật mà cắt lấy một luồng thánh viêm, tỉ mỉ nghiên cứu. Chẳng mấy chốc hắn liền có thu hoạch, hỏa diễm như thánh viêm hắn cũng là lần đầu tiên gặp, đại khái hiểu rõ đôi chút. Hắn bội phục sát đất đối với kẻ sáng tạo thánh viêm, kim sắc hỏa diễm này có tính chất phi thường kỳ lạ. Điểm kỳ lạ nhất đó là nó có rất nhiều loại hình thái khác nhau tại một số điều kiện khác nhau, thánh viêm có thể chuyển hóa hình thái, tỷ như nó có thể trở nên phi thường bá đạo hoặc là táo bạo, có khi tính chất lại phi thường nhu hòa có thể trị tổn thương, nhưng nhiều lúc nó thể hiện ra khí chất ôn hòa, nhưng khiến đỗ khắc cảm thấy tán thán nhất là nó không phải năng lượng cũng không phải pháp tắc, nó là kết quả xen giữa năng lượng và pháp tắc, có thể chuyển hóa giữa hai cái, lại đồng thời kiêm thuộc tính của cả hai, thật là thứ đặc biệt. hai mắt đỗ khắc tỏa ánh sáng chương 925, bí mật về Thánh Viêm. Đường thiên người thấy khí thức nguy hiểm, cho đến tận bây giờ, biểu hiện của Thánh Điện thực sự vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh quỷ dị như thế vào lúc này quả không bình thường, làm người ta hãi hùng khiếp phía A. À. Đường thiên lắc lắc đầu, vất những ý nghĩ rối loạn này đi, thời điểm này nghĩ càng nhiều tâm càng loạn. Hắn lại đặt sự chú ý lên trụ phán xử ở trước mặt, không ngờ là kéo tới kéo lui, cuối cùng then chốt để đối phó Thánh Điện vẫn là Thánh Viêm liên tiếp bị áp chế cũng không khiến hắn nổi giận, lực lượng hạch tâm có thể chống đỡ cả một hệ thống sao đơn giản được. Nếu lúc bình thường, đường thiên nhất định sẽ dùng biện pháp khác nghiên cứu kỹ càng, tỉ như ngụy trang tiến nhập thánh điện, học tập cách thức tu luyện thánh viêm. Kỳ thực đối với cường giả cảnh giới như đường thiên, vô luận loại lực lượng gì, đều là trăm sông đổ về một biển. Lý giải của hắn về thánh viêm chỉ còn thêm một lớp giấy cửa sổ. Nhưng chính lớp giấy cửa sổ này nếu phá vỡ được sẽ bừng tỉnh đại ngộ, nếu không phá vỡ thì không hiểu cái gì, chỉ có thể ngắm hoa trong sương mù. Thời gian đang không ngừng trôi đi, đường thiên hiểu càng lâu sẽ càng bất lợi với bọn họ, hắn cũng bất chấp cái khác, cắn răng một cái dứt khoát dùng biện pháp ngốc nhất nguy hiểm nhất. Ánh mắt hắn tỏa định một luồng thánh viêm phía trước, kim sắc hỏa diễm chậm rãi bập bùng, như một đóa hoa sen kim sắc thánh khiết. Hít sâu một hơi, đường thiên mở thần trang ra, thần trang kim sắc hoa lệ giống như kim dịch chảy bên ngoài thân hắn, vô số hoa văn pháp tắc sáng tối huyền ảo, cái này sinh cái kia diệt. Kim dịch giống như vật còn sống nhuyễn động, khi kim dịch triệt để che phủ khuôn mặt Đường Thiên, con mắt Đường Thiên đột nhiên trở nên lạnh lùng hờ hững, lúc này, toàn thân Đường Thiên tản ra khí tức không phải người, rất hờ hững như máy móc không có sinh mệnh. Giống như chiến thần vũ trang hạng nặng, khí thế Đường Thiên phóng lên cao, trên con mắt băng lãnh vô số hoa văn tinh tế lưu chuyển không ngừng, lực lượng toàn thân vận chuyển tới cực hạn. Hắn chia ngón tay ra chạm vào một luồng thánh viêm thánh viêm màu vàng kim vừa tiếp xúc với ngón tay đường thiên một luồng khí thức nóng cháy cực kỳ bá đạo dọc theo ngón tay luồn vào trong cơ thể hắn ngón tay được pháp tắc thần trang che phủ đường thiên không chút động đậy tỉ mỉ cảm thụ thánh viêm ở trong mắt hắn toàn bộ thế giới trở nên khác lạ thánh viêm màu vàng kim phiêu phù trong không trung giống như chìm bên trong một tấm lưới xung quanh chúng nó có hư tuyến nhàn nhạt, nhạt như mắt lưới đường thiên biết rõ đó là không gian pháp tắc tuyến bên trong trạng thái thần trang Đường Thiên cực kỳ nhạy cảm đối với pháp tắc, hắn chú ý tới chỗ bị lõm vào ở không gian xung quanh Thánh Viêm, giống như hư không vậy đủ làm người ta khiếp đảm. Đầu ngón tay ở tại vị trí gần với Thánh Viêm đang bốc cháy nhất, Đường Thiên cũng thấy được rõ ràng. Hư không bị vặn vẹo xung quanh Thánh Viêm, nó giống như là một vòng xoáy, chỉ cần năng lượng tiến nhập trong phạm vi nhất định sẽ bị thôn phệ. Tầng hư không hắc ám bị vặn vẹo này chỉ là một tầng hơi mỏng, nhưng mà năng lượng cuồn cuộn không ngừng bị hút vào bên trong mỗi một lần hỏa xà thánh viêm kim sắc bập bùng một chùm năng lượng quang minh thuần túy giống như một chùm mưa ánh sáng thật nhỏ phun trong không trung thánh viêm quả nhiên không phải pháp tắc đến lúc này đường thiên đã phán đoán được thánh viêm không phải là pháp tắc cũng không phải hình thái năng lượng đường thiên nhanh chóng chú ý tới một đặc điểm khác của thánh viêm thánh viêm có năng lực thôn phệ năng lượng phi thường mạnh mẽ vô luận là năng lượng thuộc tính gì đều có thể bị thôn phệ không phí chút lực nào sau đó chuyển hóa thành năng lượng quang minh tinh thuần nếu như nói năng lượng là thực vật mà thánh viêm yêu thích nhất thì thánh viêm lại sung mãn căm hận đối với pháp tắc. Thần trang cấu thành từ pháp tắc tuyến, thánh viêm bám lên nó bèn liều mạng thâm nhập vào bên trong tựa như có thâm cửu đại hận vậy. Lần đầu tiên đường thiên gặp tình huống như vậy, trong nháy mắt, thánh viêm phốc một tiếng tắt đi, mà bộ vị của thần trang che phủ ở đầu ngón tay đường thiên bị ô nhiễm hình thành một đốm màu xám. Con mắt đạm mạc không dao động của đường thiên lần đầu tiên xuất hiện biến hóa. Hắn cong ngón tay búng ra, đốm màu xám từ trong bay ra ngoài, giữa không trung nó lấy tốc độ mắt thường khó mà phát hiện hòa tan, triệt để tiêu thất. Pháp tắc trong khu vực đốm màu xám, tất cả đều bị phá hư, không đúng, là biến mất. Trang diện thánh viêm thôn phệ năng lượng, không khác đường thiên tưởng tượng, nhưng mà khả năng phá hư pháp tắc, đường thiên trăm triệu lần không nghĩ tới. Pháp tắc tuyến rất dễ dàng bị làm xáo trộn bị quấy dày, nhưng mà lại rất khó bị phá hỏng, chứ chưa nói là biến mất. Tại trạng thái thần trang, biến hóa của pháp tắc khó thoát khỏi pháp nhãn của hắn pháp tắc tuyến ở đầu ngón tay đích xác là bị biến mất triệt để biến mất pháp tắc tuyến sao lại có khả năng bị biến mất trong lòng đường thiên nghi hoặc nhưng mà hắn không thả lỏng cảnh giác đối với xung quanh hắn bỗng nhiên chú ý tới một hiện tượng dị thường thánh viêm phiêu phù bên trong vòng ba trượng xung quanh hắn bỗng nhiên chủ động bay tới phía hắn cho đến giờ thánh viêm phiêu phù ở không trung thủy trung vẫn chậm gì ngay cả hỏa diễm bập bùng đều có tiết tấu thong thả điều này khiến chúng nó thoạt nhìn thập phần yêu nhã. Nhưng mà thánh viêm bay tới đường thiên đã không còn tốc độ chậm gì, tựa như cá mập ngửi được mùi tanh, tốc độ rất nhanh, khí thế rào rạt. Đây là tình huống gì? Đường thiên nheo con mắt lại, thân hình khẽ động, thánh viêm bay tới phía hắn gặp lại. Tuy rằng biên độ rất nhỏ, nhưng mà đường thiên tuyệt đối không nhìn lầm. Lại nữa, thân trang của mình bị thánh viêm thù địch, đầu óc đường thiên vận chuyển. Thánh viêm yêu thích năng lượng là lẽ đương nhiên, nhưng mà thánh viêm căm hận pháp tác và nó có thể biến mất pháp tác lại có phần khiến người ta kinh ngạc. Đường thiên lập tức ý thức được chỗ không tầm thường này rất có khả năng chính là điểm then chốt để phá giải thánh viêm. Tìm được mấu chốt của vấn đề, kế tiếp chỉ cần dọc theo đầu mối này tiếp tục tìm tòi là có thể tìm được đáp án. Đối mặt với thánh viêm nhào tới, đường thiên không chút hốt hoảng, hắn xê dịch chuyển động bên trong khu vực một trường. Hắn không muốn rước lấy quá nhiều thánh viêm, phi thường cẩn thận mà khống chế phạm vi hoạt động tuy rằng chỉ trong phạm vi một trượng nhưng mà đường thiên vẫn thành thạo điêu luyện tốc độ thánh viêm mặc dù nhanh nhưng mà so với đường thiên còn kém xa trong lúc đó thánh viêm như đàn ong bay lượn xoay quanh đường thiên nhìn hoa cả mắt nhưng mà không sờ được chéo áo nào của đường thiên đường thiên vẫn né tránh lại nhân cơ hội chủ động vỗ về phía một đóa thánh viêm trong nháy mắt thánh viêm đụng đến thân thể con mắt thâm thúy giống như hư không không thấy đáy của đường thiên đột nhiên sáng lên một mặt quang mang yêu dị khí thế khó mà nói rõ bằng lời trong tình huống không có bất cứ dấu hiệu gì đột nhiên bạo phát. Không khí xung quanh thân thể hắn giống như đột nhiên động lại, thánh viêm bay lượn vây quanh hắn tựa như đột nhiên xâm nhập vào nhựa cao su, tốc độ bị kiềm hãm. Tâm tình băng lãnh của đường thiên vận chuyển với tốc độ chưa có từ trước giờ, tất cả hình ảnh trong tầm mắt đều đang lấy tốc độ kinh người không ngừng được phân giải. Thời gian tại giờ khác này giống như đột nhiên trở nên chậm lại. Thánh viêm màu vàng kim không ngừng phóng lớn trong tầm mắt hắn, nơi hỏa xà kim sắc tiếp xúc với mặt ngoài thần trang, mỗi một tia biến hóa tựa như trở nên dị thường thông thả. Đầu óc đường thiên đang không ngừng đề cao tốc độ vận chuyển, quang mang trong hai mắt rực sáng lên, rực sáng đủ làm người ta khó mà nhìn thẳng. Từng sợi vũ khí thấu thần trang xuyên ra, vũ khí bốc hơi. Huyết nhục chi lực minh mông giống như hải dương trong cơ thể đường thiên ầm ầm vận chuyển, chúng điên cuồng tràn vào đầu óc đường thiên. Bên trong thần trang, huyết quang trên cổ đường thiên bùng ra, thô to kinh người nếu như lúc này đường thiên thanh tỉnh hắn giống như đặt mình trong gió bão hải dương trong tai toàn là tiếng nổ vang ầm ầm hắn chưa bao giờ bất chấp tất cả vận chuyển huyết nhục chi lực trong cơ thể như thế huyết nhục chi lực khác với năng lượng chúng nó tựa như nước được bảo tồn ở sâu trong cồn cát chúng nó cũng không phải dòng chảy nhỏ mà hỗn tạp với hạt cát thấm ướt hạt cát điều động huyết nhục chi lực cần phải bảo lưu nếu không một khi huyết nhục khô kiệt thì không thể chữa trị lại nhưng mà lúc này huyết nhục chi lực trong cơ thể đường thiên tự động vận chuyển. Huyết nhục chi lực hào hùng minh mông tràn vào đầu óc đường thiên, con mắt đường thiên càng ngày càng sáng lên, sáng tựa như ánh sáng sáng ngời, không ngừng áp xúc đến cực hạn. Ngay cả thần trang hoa lệ, lúc này đều bị quang mang phóng ra từ con mắt đường thiên che phủ. Thánh viêm và thần trang pháp tắc biến mất, mỗi một chi tiết đều trở nên dị thường rõ ràng. Toàn bộ quá trình nhìn như thông thả, trên thực tế chỉ trong nháy mắt. Trên thần trang lại có thêm một đốm màu xám, trong nháy mắt, đốm màu xám biến mất làm lộ ra một lỗ thủng. Quang mang trong con mắt đường thiên ảm đạm lại, luồng khí thế xung quanh hắn cũng biến mất tâm mất thích, thần trang băng tán hóa thành quang điểm tiêu thất giữa không chung. Đây là sau khi đường thiên lĩnh ngộ thần trang lần đầu tiên bản thân thần trang tự băng tán. Thời gian vừa rồi tuy rằng phi thường ngắn nhưng tiêu hao rất lớn, quá sự tưởng tượng của đường thiên. Ngay cả thần trang cũng không thể duy trì mà trực tiếp băng tán giữa không chung. Thánh Viêm bay lượn xoay quanh Đường Thiên đột nhiên mất đi hứng thú bèn lập tức giải tán. Sắc mặt Đường Thiên tái nhợt như tờ giấy, đầu ngón tay run lên nhè nhẹ, hai chân như nhũn ra, nhưng mà con mắt hắn dị thường trong suốt, lộ ra vui sướng không thể nói ra. Hắn cuối cùng đã có phát hiện rất then chốt, Thánh Viêm không phải pháp tắc, cũng không phải năng lượng, nó là kết quả xen vào giữa hai cái. Đường Thiên không thể không thừa nhận đại trưởng lão là thiên tài chân chính. Đường Thiên đã tìm hiểu Thánh Viêm phổ thông Thánh viêm bạch sắc và thánh viêm màu vàng kim hoàn toàn là hai thứ khác nhau. Thánh viêm màu vàng kim chính là xuất hiện từ trên tay đại trưởng lão. Trước đại trưởng lão, trong lịch sử thánh điện chưa từng có ai có thể tu luyện ra thánh viêm màu vàng kim. Hơn nữa khởi đầu cũng là từ đại trưởng lão, thánh viêm mới bắt đầu khuếch trương mở rộng, hoặc giả nói, thánh viêm hạch tâm lực lượng hệ thống mới bắt đầu thành hình. Trước đây khi Đường Thiên nghe Mai Lệ Toa nói tới những điều chưa suy nghĩ nhiều, lúc này sau khi chứng thực mới hiểu được đại trưởng lão lợi hại cỡ nào thánh viêm sen vào giữa năng lượng và pháp tắc, hoặc nói, nó là kết quả do kết hợp hai cái lại với một phương thức đặc biệt. Thánh viêm bạch sắc chỉ là một loại năng lượng quang minh tinh thuần. Ý nghĩ thông thường muốn kết hợp năng lượng với pháp tắc, vậy chỉ cần lấy pháp tắc làm nòng cốt, lấy năng lượng làm huyết nhục là có thể hình thành kết cấu phi thường ổn định. Theo một nghĩa nào đó, đám cắt trạch vận dụng năng lượng cũng là như thế, lấy pháp tắc làm xương cốt, hấp thụ năng lượng làm huyết nhục. Nhưng mà đại trưởng lão hiển nhiên không làm như thế. Trong nháy mắt thánh viêm màu vàng kim và thần trang pháp tắc biến mất, đường thiên nhìn thấy trong kim sắc hỏa diễm có một hư ảnh và pháp tắc của thần trang đụng vào nhau. Đây mới là mấu chốt dẫn đến hai cái biến mất, khiến đường thiên khiếp sợ nhất là hình dạng hư ảnh kia rất gần với pháp tắc tuyến. Ở trong nháy mắt này, đường thiên thậm chí sinh ra một ảo giác như là pháp tắc tuyến đánh về phía hình chiếu của chính nó. Trong lòng hắn kịch chấn, đó là thứ gì? chương 926, phá vỡ giấy cửa sổ. Ngay từ đầu Đường Thiên cho rằng hư ảnh là một loại pháp tắc tuyến đặc thù nào đó, bởi vì hình dạng của hư ảnh cũng là dạng tuyến, không sai biệt với pháp tắc tuyến. Đường Thiên rất quen thuộc đối với hình dạng pháp tắc tuyến, hư tuyến xác thực là hình dạng của pháp tắc tuyến nào đó. Nhưng chẳng mấy chốc, Đường Thiên lại phủ định cái suy đoán này. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng lại chi tiết bắt được trong nháy mắt kia thì có rất nhiều phát hiện mới. Hình dạng hư ảnh thần bí kia xác thực phi thường giống pháp tắc tuyến, điểm không giống duy nhất thì là ảnh ngược không sai đường thiên nhớ rất rõ ràng cảm giác lúc đó nhất là trong nháy mắt hư tuyến va chạm và pháp tắc tuyến loại cảm giác này phi thường rõ ràng nếu là người thường nhất định sẽ cảm thấy có phải là mình hoa mắt hay không pháp tắc tuyến làm gì có hình chiếu đường thiên phi thường tín nhiệm với cảm giác của mình trực giác của hắn nhạy cảm nên thường thường có thể bắt được rất nhiều chi tiết ngay cả chính hắn đều không chú ý đến điều này đã được nghiệm chứng trong vô số lần chiến đấu lúc trước không phải ảo giác đó là cái gì Đường Thiên Ngưng thần suy tư, tư duy của hắn không bị cố định đóng khung. Bản thân Thánh Viêm màu vàng kim chính là thứ phá vỡ thường thức, có chút gì đó cổ quái mới là bình thường. Hình ảnh va chạm trong nháy mắt đó ở trong đầu Đường Thiên lần lượt hiện lên, hắn hết sức chăm chú. Không ngừng kiên trì, cuối cùng Đường Thiên minh bạch vì sao hắn cảm thấy hư tuyến như hình chiếu của pháp tắc tuyến. Hư tuyến xác thực là một loại trạng thái thần kỳ, khó mà miêu tả. Tuy rằng pháp tắc tuyến mắt thường khó mà phát hiện nhưng ghép lại trong không gian thì hư ảnh kia lại vừa đúng tương phản chúng nó là không gian âm bản nếu lấy điều khác làm tỷ dụ pháp tắc tuyến là khắc nổi mà đạo hư tuyến kia thì là khắc chìm lần đầu tiên đường thiên trông thấy pháp tắc tuyến âm khắc hắn rất là tán thán thảo nào song phương xảy ra va chạm thì sẽ biến mất hai cái giống như là hai cực âm dương đại biểu cho hai cái cực đoan một khi va chạm tự nhiên sẽ biến mất cái này cũng là vì sao khi đường thiên mở thần trang ra thánh viêm sẽ như cá mập ngửi được mùi tanh trên chúc mà tới, mà đám cát trạch lại không phải chịu ảnh hưởng. Bởi vì tuy rằng đám cát trạch vận dụng pháp tắc, nhưng dùng là năng lượng. Nói cách khác, pháp tắc tuyến của đám cát trạch bao vây lấy một tầng huyết nhục, đó chính là năng lượng. Mà thần trang của Đường Thiên lại không bao phủ năng lượng mà trần trụi giữa không trung nên tự nhiên bị Thánh Viêm nhìn chăm chú. Sau khi nghĩ minh bạch, Đường Thiên cảm thấy đại trưởng lão thực sự là một thiên tài. Ở tầng thứ như Đường Thiên, rất nhiều thứ khi lý giải cùng lắm chỉ kém một lớp giấy cửa sổ. Hiện tại lớp giấy cửa sổ này bị phá vỡ, Đường Thiên cũng đại khái suy đoán ra biện pháp của đại trưởng lão. Hình chiếu, đại trưởng lão hẳn phải là đưa pháp tác chiếu hình vào trong năng lượng, cái hư ảnh này cũng không phải pháp tác chân chính, là hư cấu pháp tác chiếu hình tại năng lượng. Hư cấu pháp tác và năng lượng quang minh tinh thuần, hai cái vậy mà lại cấu thành một loại kết cấu ổn định, không thể không nói thế giới quả thần kỳ. Pháp tác hư cấu ở trong năng lượng bình thường khó mà thành hình, nhưng ở trong năng lượng quang minh thuần túy nhất bá đạo nhất lại có thể ổn định được. Đường Thiên có thể tưởng tượng ra vẻ mừng rỡ như điên khi Đại trưởng lão phát hiện loại kết cấu vô cùng kỳ lạ này. Thực sự là một thiên tài a. À, đường Thiên nhịn không được lại tán thán. Đại trưởng lão phát hiện loại kết cấu kỳ lạ này, hiển nhiên cũng chưa kết thúc nghiên cứu. Kết cấu kỳ diệu mà ổn định, ẩn chứa biến hóa kinh người. Hư cấu pháp tắc ổn định ở trong năng lượng quang minh tinh thuần lại bắt đầu sản sinh ảnh hưởng đối với bản thân năng lượng quang minh. Nguyên bản bá đạo thuần túy, năng lượng quang minh từ từ bị hư hóa thuộc tính năng lượng bị suy yếu, do đó biến thành một kết quả đặc thù có hình thái nằm giữa năng lượng và pháp tắc. Hình thái đặc thù làm cho nó tính chất đặc thù, đến tận lúc này, đường thiên cuối cùng minh bạch vì sao đại trưởng lão đặt cược vào hồn tướng. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, hồn tướng cũng là một kết quả tương tự hình thái trung gian, tại hình thái đặc thù giữa sinh và tử. Đối với hồn tướng mà nói, Thánh Viêm chính là vật đại bổ. Đã minh bạch một điểm này, tinh thần đường thiên rung lên chướng ngại duy nhất để đám tiểu nhiên hấp thu thánh viêm đó là bản thân thánh viêm có thuộc tính quang minh năng lượng quang minh thuần túy là một loại năng lượng phi thường cực đoan đối với hồn tướng chính là thứ độc dược tuy rằng năng lượng quang minh bên trong thánh viêm đã bị hư hóa tính chất bá đạo dương cương của nó xảy ra thay đổi cực lớn nhưng vẫn còn lưu lại rất nhiều đặc điểm của năng lượng quang minh hồn tướng do thánh điện chuyển hóa bẩm sinh là phi thường hòa đồng đối với thuộc tính của năng lượng quang minh toàn bộ bọn họ hấp thu thì không có bất cứ chướng ngại gì nhưng mà tiểu nhiên khi hấp thu thì phi thường chắc trở, hư hóa thánh viêm rất có khả năng sẽ sinh ra thương tổn đối với bọn họ. Trái lại năng lượng quang minh do thánh viêm phun ra, sau khi bị hư hóa thì nhu hòa hơn rất nhiều, lại thưa thất thua xa thánh viêm, tiểu nhiên hấp thu không những không thụ thương mà lại có thể tầm bổ mình. Nhưng mà hiệu suất hấp thu năng lượng quang minh đã hư hóa trong không trung quá thấp, hồn tướng của thánh điện có thể trực tiếp hấp thu thánh viêm, mà đám tiểu nhiên chỉ có thể hấp thu năng lượng quang minh hư hóa thưa thất tốc độ lớn mạnh giữa song phương một trời một vực. Kể từ đó, tình cảnh bọn họ sẽ nguy hiểm rồi. Thánh viêm khổng lồ như thế, nếu bị hấp thu sẽ tạo nên quái vật dạng gì, trong lòng đường thiên không nắm chắc, số lượng chúng thực sự quá đáng sợ. Tuy nhiên, một khi biết rõ nguyên lý, tự nhiên có thể tìm được biện pháp. Sáng ý thiên tài của đại trưởng lão khiến người ta tán thán, nhưng mà lợi dụng đối với pháp tắc sánh với đường thiên đại khái chỉ có đỗ khắc, người đã lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực điểm khác nhau là đỗ khác dựa vào lý giải đối với pháp tắc mà đường thiên lợi dụng thần trang vô luận dựa vào cái gì vào lúc này thắng lợi mới là trọng yếu nhất đường thiên không có thói quen cho mình tìm cái gì kỳ quặc đầu hắn nhanh chóng vận chuyển đám tiểu nhiên vô pháp thừa thụ thuộc tính quang minh lưu lại trong thánh viêm nhưng mà hắn là có thể a lấy trình độ mạnh mẽ của thân thể hắn không chỉ là năng lượng quang minh đã hư hóa nếu là năng lượng quang minh chưa hư hóa hắn cũng không sợ chút nào cái điểm này ngay cả đỗ khắc cũng không thể so với hắn, có thể thấy thân thể hắn kinh khủng cỡ nào. Mình có thể thành một nơi quá độ, không, là loại bỏ. Thánh viêm thông qua bản thân mình, thuộc tính quang minh lưu lại trong thánh viêm bị mình hấp thu, hoặc là thu thập, hoặc là bài trừ, bộ phận còn lại liền cho đám A tín hấp thu. Nói thật, đường thiên cũng cảm thấy cái ý nghĩ này có điểm lớn mật. Nhưng mà trong sinh tử chi chiến trước mắt này, nếu không muốn có phong hiểm gì vậy thì chờ chết đi, tiền lời và phong hiểm vĩnh viễn có quan hệ trực tiếp. Hơn nữa, tìm được biện pháp đã cảm tạ trời đất rồi. Cái này còn may là có Đường Thiên thì mới có khả năng vận dụng biện pháp này. Nếu như không có thân thể cường hãn đến kinh khủng, vậy quả thực là tìm chết. Mà nếu như không có thần trang cường hãn tới cực điểm khống chế pháp tắc cũng đồng dạng tìm chết. Trước mắt biện pháp này tuy rằng có nhiều phong hiểm, nhưng phương diện lý luận tối thiểu là có khả năng thành công rất lớn. Đương nhiên, với trình độ kỳ thị của Thánh Viêm đối với thần trang, trong quá trình thao tác thực tế Đường Thiên còn cần phải nghĩ chút biện pháp. Không thể không nói, con người dưới áp lực thì tiềm năng luôn luôn dễ dàng được kích phát. Hiện tại Đường Thiên không cần mở ra thần trang thì cái đầu xoay chuyển nhanh hơn bình thường nhiều. Tiểu Diệu tu luyện chính là Quang Pháp Tắc, Quang Pháp Tắc và Quang Minh Pháp Tắc chỉ sai lệch một chữ, nhưng có khác biệt nhiều lắm. Thế nhưng trong tình thế thời điểm cận kề nguy hiểm, hắn cũng chỉ có cố gắng kiên trì. Hắn đứng ở sát biên giới năng lượng cháo, năm đội hữu ở phía sau đứng dựa theo trận hình phòng thủ, sắc mặt mỗi người nghiêm trọng. Ta bắt đầu thôi, tiểu diệu hít sâu một hơi, nhắc nhở đội hữu phía sau. Dứt lời, bàn tay hắn vươn ra khỏi năng lượng cháo, nhắm mắt lại, năng lượng quang minh ngoài năng lượng cháo rồi rào đến mức khiến hắn kinh hồn táng đảm. Mật độ năng lượng quang minh cao hơn nhiều so với hắn dự tính, với hắn thì cái này không phải chuyện tốt. Đối với năng lượng không quen thuộc, số lượng càng nhiều càng dễ xảy ra vấn đề, mật độ năng lượng bên ngoài đã đạt đến tình trạng đáng sợ. Tiểu Diệu cố chấn định tâm thần, chậm rãi điều động pháp tác chi lực. Một đoàn quang mang bạch sắc nhu hòa sáng lên trên bàn tay hắn. Quang đoàn lớn mạnh với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khuôn mặt Tiểu Diệu toàn là mồ hôi hột, chẳng mấy chốc quang đoàn liền lớn lên giống như đá mài. Mọi người bên trong thương hội nhìn thấy mà khẩn trương vô cùng. Một quang đoàn lớn như vậy ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh người, một khi nổ tung hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cũng may điều mọi người lo lắng nhất nổ tung không xảy ra, quang đoàn giống như hòa tan ra. Quang mang bạch sắc bắt đầu lan tràn dọc theo năng lượng cháo do đám cát che căng lên, năng lượng cháo tựa như phủ lên một tầng quang màng bạch sắc. Chẳng mấy chốc, bạch quang lan tràn đến hơn phân nửa cái năng lượng cháo. Trên mặt đám cắt chè đều lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần quang màng bạch sắc bao phủ toàn bộ năng lượng cháo thì sẽ hình thành một năng lượng quang minh cháo. Bỗng nhiên, tiểu diệu hoa cái mà phun ra một ngụm tiên huyết, toàn thân tựa như bị búa tạ nện chúng, bay ngược về phía sau. Đội hữu ở phía sau kinh hãi, vô thức đỡ tiểu diệu. Tiểu Diệu đã bị hôn mê, khóe miệng chảy ra tiên huyết, quang mang bạch sắc che phủ tại trên năng lượng cháo vang lên tiếng thanh thúy giống như thủy tinh phanh cái mà băng vỡ, sắc mặt mọi người đều trở nên cực kém. Vừa đúng vào lúc này, bọn họ nhìn thấy Đường Thiên trở về, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ta có một biện pháp, nhưng mà có chút phong hiểm. Vừa tiến vào năng lượng cháo Đường Thiên liền mở miệng, thời điểm này không có thời gian để tỉ mỉ giải thích, chậm một phút đồng hồ thì thêm một phút đồng hồ nguy hiểm. Thiên Huệ không chút do dự nói, được, nàng tín nhiệm vô điều kiện đối với đường thiên, hơn nữa còn hiểu đường thiên tuyệt đối sẽ không giỡn chơi tại thời điểm sinh tử này. Vậy thì bắt đầu thôi, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. A à, tín dứt khoát, vào lúc này, mọi người đều vô cùng tín nhiệm đường thiên. Trong lòng đường thiên cảm động, nhưng mà không nhiều lời, cắt Trạch, các người kiên trì một lúc, ta cần một chút thời gian. Cắt Trạch cắn răng gật rụp, đại nhân yên tâm, đường thiên phân phó xong, liền không nói nữa mà trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hắn cần thời gian hồi phục thể lực, vừa rồi thể lực tiêu hao quá lớn, kế tiếp còn cần dùng thần trang, không có thể lực vô pháp mở thần trang. Thời gian từng chút trôi qua, nhưng hai mắt Đường Thiên vẫn nhắm nghiền, thân thể không chút động đậy. Tuy rằng trước mắt thời gian căng như dây đàn, nhưng Đường Thiên vẫn cần nghỉ ngơi đầy đủ, không vội vã bắt đầu. Hắn biết rõ, chỉ có trạng thái hoàn mỹ nhất mới có khả năng thành công, thể lực không đủ mà miễn cưỡng chỉ sẽ khiến sự tình trở nên thêm tệ. Hơn nữa qua khoảng thời gian nghỉ ngơi này, hắn suy nghĩ cân nhắc cụ thể và chi tiết tỉ mỉ thêm một lần nữa. Nguyên bản chỉ là một ý tưởng đại khái dần trở nên hoàn thiện. chương 927, mở ra. Khi đường thiên mở mắt ra, quang mang năng lượng cháo đã ảm đạm, lung lay sắp đổ. Thần trang binh đoàn chỉ có phân nửa người còn đứng, đội viên thoát lực tê liệt ngồi la liệt trên mặt đất, sắp sửa hôn mê. Mà đám người các trẻ còn đang đau khổ chống đỡ cũng đã đến cực hạn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân ướt đẫm, thân thể rung động không khống chế nổi, có những đội viên khóe miệng tràn ra tia máu đỏ tươi. Từ khi thần trang binh đoàn thành lập tới nay, không có lần nào bọn họ chật vật như hiện tại. Triệt hồi năng lượng cháo đi, mệnh lệnh của đường thiên có thể nói là lớn mật, nhưng mà đám người cắt chạch không chút do dự, năng lượng cháo lập tức được rút bỏ. Mọi người mở to hai mắt, có chút hiếu kỳ kèm mong đợi mà nhìn đường thiên. Đám cắt chạch đương nhiên biết rõ bản lĩnh lão đại của mình, nhưng mà mấy người A tín, tiểu nhiên còn chưa nhìn thấy tận mắt bản lĩnh thật sự của đường thiên. Vụ thu sát viện lần trước, vốn đường thiên muốn đại sát tứ phương, kết quả bị A Tín đoạt lấy danh tiếng, mọi người nhìn A Tín biểu diễn một trận hoa lệ đến cực điểm. Con mắt thiên huệ sáng ngời như đốm sao nhỏ, nàng không tự chủ mà nín thở. Từ khi bắt đầu rơi vào nguy hiểm, nàng luôn luôn biểu hiện rất bình tĩnh. Nàng cảm thấy không có gì để lo lắng, có thiên ca ca tại đây a à. Nàng cũng không biết vì cái gì mình lại có ý nghĩ như vậy, có lẽ là lúc nhỏ, thiên ca ca luôn luôn lấy phong thái anh hùng che chở trước mặt nàng. Nàng luôn luôn tràn đầy lòng tin với đường thiên, lòng tin hoàn toàn không ngọn nguồn, tựa như toàn bộ người tại An Đức học viện cưới nhạo đường thiên vì chỉ biết vũ ký cơ sở, nàng lại vẫn cảm thấy thiên ca ca rất lợi hại. Tựa như giữa họ không có thể non hẹn biển gì, nhưng mà nàng thủy chung đầy mong đợi tràn đầy lòng tin với tương lai của họ, chính là không đạo lý như thế. Khóe miệng nàng tự dưng hơi hơi nở ra một nét mỉm cười, con mắt sáng trong suốt không có nửa khắc ly khai đường thiên dù cho có không được chết cùng một chỗ với thiên ca ca cũng là một may mắn a à. tiếc nuối duy nhất trong lòng nàng là mình không có thể giúp đỡ thiên ca ca việc gì nàng am hiểu chỉ huy chiến đấu thực lực cá nhân xa xa không bằng đường thiên không có cơ hội chỉ huy chiến đấu tự nhiên không có cơ hội cho nàng phát huy nhưng mà những tiếc nuối này đảo mắt liền tiêu thất có thiên ca ca tại đây là được rồi mặt nạ trên mặt đường thiên đã bị thần trang pháp tắc làm tan giã khuôn mặt chẳng mấy anh Tuấn của hắn như nam châm hấp dẫn chọn ánh mắt nàng. Thiên ca ca lúc nhỏ trong trí nhớ nàng so với khuôn mặt hiện tại này đã mất mấy phần cuột cường kiệt ngạo, thêm mấy phần thành thục và bình hòa, nhưng mà sự tràn đầy chăm chú và cương nghị kia giống trước đây như đúc A. Đường thiên cảm thụ được ánh mắt thiên huệ, hắn cho rằng thiên huệ có chút sợ hãi, quay về phía nàng nở một nụ cười ra hiệu an tâm. Lập tức thiên huệ trả lại một nụ cười tươi đẹp, thu liếm nụ cười tươi, đường thiên lại trở nên nghiêm nghị, ánh mắt hắn chuyên chú nhìn thánh viêm phiêu phù trên bầu trời an nguy của mọi người đều giao trên tay hắn lúc này hắn phải chịu áp lực cực lớn bọn họ chỉ có một cơ hội hắn cũng chỉ có thể mở ra thần trang một lần nếu như lần này thất bại đường thiên có chút trầm mặc vậy thì tất cả đều thua rồi kể cả mình mọi người đều nằm lại nơi đây nam mình sẽ thất bại tại tràng chiến dịch này sẽ bị thánh điện thôn phệ vận mệnh tam hồn thành đại hùng quả cũng sẽ rơi xuống vực sâu mọi người kinh lịch nhiều chiến đấu như vậy thành quả mọi người kiên trì không ngừng phấn đấu tranh đấu đều sẽ theo chàng thất bại này mà tan thành mây khói. Đường thiên nhắm mắt lại, hắn nghe tim mình bang bang đập, nó gấp gáp như thế, tựa như tiếng trống rồn rập, rung động làm cho toàn thân hắn hơi tê dại. Thiếu niên như thần, hắn mặc niệm trong lòng, nói với chính mình, lâu lắm rồi hắn không hô lớn thiếu niên như thần với chính mình như vậy, thực lực của hắn đã không còn là đứa thiếu niên nhỏ yếu năm đó kia, hắn bắt đầu bế nghĩa thiên hạ, hắn tung hoành tứ phương, hắn bắt đầu như một thủ lĩnh, hắn bắt đầu như một quân vương